Chương 64: Dòng sinh tử không có bắt đầu. Một hôm, đang ngồi ở giường Besakala ở Sumsumaragiri, Phật bảo các vị khất sĩ: Này các vị, tôi muốn nói để các vị nghe về 8 điều giác ngộ của các bậc đại nhân. 8 điều này đã từng được Đại Đức A Nậu Lâu Đà chiêm nghiệm và nói tới. Hồi tôi gặp Đại Đức tại vườn tre xứ Seti, nơi Đại Đức ẩn cư, đây là 8 điều mà những bậc giác ngộ có thể đem ra dạy dỗ và giáo hóa để đưa người từ cõi mê lầm đến bờ giải thoát. Điều thứ nhất là giác ngộ rằng vạn pháp là vô thường và vô ngã. Quán sát về tính vô thường và vô ngã của vạn pháp thì tránh được khổ đau và dần dần đạt tới giải thoát và an lạc. Điều thứ hai là giác ngộ rằng càng nhiều ham muốn thì càng nhiều khổ đau. Giảm bớt ham muốn tức là làm cho đời bớt khổ. Điều thứ ba là giác ngộ rằng tri túc đem tới an lạc. Đức sống đơn giản thì sẽ có thì giờ và tâm lực để tu đạo và để giúp đời. Điều thứ tư là giác ngộ rằng chỉ có sự tinh cần mới đưa ta đến quả vị giác ngộ. Lười biếng và hưởng thụ chỉ đưa đến sự đọa lạc vào thế giới của ma chướng và phiền não. Điều thứ năm là giác ngộ rằng sống trong quên lãng và vô minh thì sẽ bị giam hãm đời đời trong cõi sinh tử ràng buộc. Chỉ có đời sống chánh niệm và tỉnh thức mới đưa tới sự thành tựu trí tuệ giác ngộ và khả năng giáo hóa. Điều thứ sáu là giác ngộ rằng bố thí là một phương tiện quan trọng để độ người. Vì nghèo khổ mà phần đông bị giam hãm trong oán hận và căm thù, do đó mà cứ tạo thêm nghiệp xấu. Người hành đạo phải thực hiện phép bố thí, coi kẻ ghét người thương bằng nhau, bỏ qua những điều ác mà người ta đã làm đối với mình, và không đem tâm ghét bỏ những ai đã vì nghèo khổ mà lỡ phạm vào tội lỗi. Điều thứ bảy là giác ngộ rằng người hành đạo tuy đi vào đời để hóa độ mà không bị chìm đắm trong cuộc đời. Người xuất gia khi đi vào đời để cứu độ chỉ nên lấy y bát làm vật sở hữu duy nhất của mình, luôn luôn sống nếp sống thanh bạch mà hành đạo, giữ phạm hạnh cho thanh cao và đem lòng từ bi mà tiếp xử với tất cả mọi người và mọi loài. Điều giác ngộ thứ tám là không chỉ bo bo lo việc giải thoát cho riêng mình mà phải biết nỗ lực phục vụ cho kẻ khác để tất cả cùng hướng về nẻo giác ngộ. Này các vị khất sĩ, trên đây là 8 điều giác ngộ của các bậc đại nhân. Tất cả các bậc đại nhân đã nhờ tu tập theo 8 điều này mà được giác ngộ. Khi đi vào đời, họ cũng đem 8 điều này để khai mở và giáo hóa cho mọi người, để cho ai nấy đều biết được con đường đưa tới giác ngộ và giải thoát. Về tới tu viện Trúc Lâm ở Dương Xá, Phật được thông báo là vị khất sĩ Vatkhali đang bị bệnh nặng và rất trông mong được thấy mặt Phật trước khi qua đời. Nghe Phật về tới Trúc Lâm, Thầy đã gửi vị thị giả của Thầy tới để vấn an Phật. Vị thị giả lạy xuống 3 lạy rồi mới quỳ lên và bạch: Bạch Thế Tôn, Thầy con hiện đang ốm nặng. Thầy con đang nằm trên giường bệnh trong ngôi nhà của một người cư sĩ làm nghề đồ gốm. Thầy con dặn con tới thay thầy con để cung kính lạy xuống và kê đầu trên chân Thế Tôn 3 lần. Phật nói với thầy A Nan Đà: Chúng ta hãy đi thăm Đại Đức Vatkhali. Biết Phật đến, Đại Đức Vatkhali gắng gượng ngồi lên, nhưng thầy không ngồi lên nổi. Phật đỡ thầy nằm xuống trở lại và nói: Vatkhali, đừng cố gắng ngồi lên, cứ nằm xuống cho thoải mái. Có mấy cái ghế có sẵn đây, tôi và thầy A Nan Đà ngồi xuống được rồi. Phật và thầy A Nan Đà ngồi xuống. Người hỏi thăm: Thầy Vatkhali, tôi mong rằng tình trạng sức khỏe của thầy không đến nỗi nào,
và những cơn đau trong thân thể của thầy có giảm bớt. Bạch Thế Tôn, tình trạng sức khỏe của con càng lúc càng tệ. Con khó chịu lắm. Những cơn đau trong cơ thể đã không giảm bớt, trái lại còn cứ tăng dần. Tôi mong rằng trong tâm thầy không lo lắng gì và không ân hận gì. Bạch Thế Tôn, có. Trong lòng con có lo lắng và có ân hận. Vậy tôi mong thầy không tự trách gì về mình, về nếp sống tu học phạm hạnh của thầy. Không. Bạch Thế Tôn, con không có trách móc gì con và không có ân hận gì về đời sống phạm hạnh của con cả. Vậy thì thầy lo lắng và ân hận về cái gì? Con chỉ lo lắng và ân hận là từ lâu nay con rất muốn đi thăm Phật, mà vì yếu quá con đã chẳng làm được việc ấy. Phật trách nhẹ nhàng: Thôi đi Vakkhali, lo lắng ân hận gì về chuyện ấy. Thầy đã sống xứng đáng với đời sống phạm hạnh như thế thì thầy trò mình luôn luôn có mặt bên nhau rồi. Cứ gì phải thấy mặt tôi mới gọi là thấy Phật? Cái hình hài này đâu phải là quan trọng, chánh pháp mới là thiết yếu. Ai thấy được chánh pháp tức là thấy Phật. Thấy được hình hài này mà không thấy được chánh pháp tức cũng như không thấy được gì hết. Im lặng một lát, Phật hỏi: Vakkhali, thầy có thấy sắc thân là vô thường không? Sắc thân nơi thầy cũng thế, mà sắc thân nơi tôi cũng thế. Bạch Thế Tôn, con thấy rất rõ. Con thấy sắc thân là vô thường, sinh diệt và biến chuyển không ngừng. Con lại thấy cảm thọ cũng vô thường. Những đau nhức cũng như những vui mừng của con cũng đang sinh diệt và biến chuyển không ngừng. Tri giác, tâm tư và nhận thức nơi con cũng chịu luật sinh diệt vô thường ấy. Trước khi Thế Tôn đến thăm, con đã quán chiếu nhiều về tính vô thường của năm uẩn, và con bắt đầu thấy rõ rằng trong năm vọng sinh diệt ấy không có gì có thể gọi là tự. Hay lắm Vakkhali, tôi có đức tin nơi thầy. Trong năm uẩn ta không thấy được một cái gì gọi là tự ngã. Tự ngã không phải là một cái gì được nhốt kín trong năm uẩn. Thầy mở mắt ra nhìn đi, đâu mà không phải là Vakkhali? Cái gì mà không phải là Vakkhali? Sự sống màu nhiệm khắp nơi Vakkhali. Sinh diệt không động được tới thầy đâu. Thầy mỉm cười đi, mỉm cười ngay với cái thân tứ đại của thầy, mỉm cười ngay với những đau nhức đang sinh diệt trong cơ thể của thầy. Hai mắt của đại đức Vakkhali rơm rớm ướt, trên môi thầy rõ rệt là có một nụ cười. Phật đứng dậy cáo từ. Sau khi Phật và Ananda đã đi khỏi, đại đức Vakkhali bảo các bạn: Các bạn khuyên giùm tôi, khuyên cả chiếc giường này, xin khiên tôi ra sườn núi Isikili. Một người như tôi mà nằm chết trong một căn phòng thì ngó sao được? Tôi muốn chết trên sườn núi giữa mây trời cao rộng. Các bạn tu của thầy liền xúm lại khiêng thầy lên sườn núi Isigili. Đêm ấy, Phật ngồi thiền tọa cho đến khuya. Sáng sớm người đi ra và bảo mấy vị khất sĩ cư trú gần người: Các thầy hãy đi thăm thầy Vakkhali đi, và nhắn với Vakkhali rằng thầy ấy đừng nên e ngại sợ sệt. Cái chết của thầy sẽ bình an và vô tội. Thầy ấy cứ an tâm mà đi, tôi có đức tin nơi thầy ấy. Các vị khất sĩ tìm ra sườn núi và gặp đại đức Vakkhali. Họ nói: Đức Thế Tôn có điều muốn nhắn với thầy. Vakkhali nói: Nhờ các bạn khuyên tôi xuống đất, nằm trên giường cao
mà nhận giáo chỉ của Phật thì còn ra gì nữa. Tôi là ai mà dám nằm trên giường cao để tiếp nhận lời giáo huấn của Đức Thế Tôn? Người ta khiêng thầy xuống nằm trên một tảng đá, rồi các vị khất sĩ lặp lại những lời của Phật nhắn. Nghe xong, thầy Vác Kali chắp tay lại khẩn khoản: Xin các sư huynh về đảnh lễ Phật giúp cho tôi 3 lần. Và xin các sư huynh bạch với người như sau: Thế Tôn, khất sĩ Vác Kali đau rất nặng và nhức nhối vô cùng. Khất sĩ Vác Kali xin dập đầu cúm lại Thế Tôn. Khất sĩ Vác Kali thấy rõ 5 uẩn là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Và khất sĩ Vác Kali không bị ràng buộc vào 5 uẩn. Cho đến giờ phút chót, Vác Kali cũng thấy rõ như vậy và không còn một chút nghi ngại nào. Các vị khất sĩ nói: Huynh cứ an tâm, chúng tôi sẽ về lại Phật và trình lại những điều huynh vừa nói. Các vị khất sĩ vừa đi khỏi thì vị khất sĩ Vác Kali từ trần. Chiều hôm ấy, Phật lên núi Isigiri với một số các vị khất sĩ. Bầu trời xanh trong, chỉ có một gợn khói bốc lên từ cuối chân trời. Nhưng trong phút chốc, gợn khói cũng tan loãng trong không gian và biến mất. Nhìn bầu trời bao la, Phật nói với các vị khất sĩ: Vác Kali đã giải thoát, không một ma chướng nào, không một pháp hữu vi nào có thể kiềm hãm và giam giữ được Vác Kali. Phật lại lên đường đi Nalanda rồi Tỳ Xá Ly. Tại tu viện trùng cát trong rừng Mahavana, một hôm Phật dạy các vị khất sĩ: Này các vị, sống ở trên đời ai mà không ít nhiều phải gánh chịu khổ đau. Tuy nhiên, những ai có tu học, có đạt được trí tuệ thì khổ đau rất ít so sánh với khổ đau của người không tu học, không có trí tuệ. Lúc ấy trời còn nắng lớn, nhưng Phật đang ngồi với các thầy trong bóng mát những cây sa la. Phật nhặt lên một hòn đất nhỏ, cầm nó giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ, đưa lên cao và hỏi: Này các vị khất sĩ, hòn đất trong tay tôi so với núi Tượng Đầu, cái nào lớn hơn? Bạch Đức Thế Tôn, cố nhiên so với núi Tượng Đầu, hòn đất trong tay Thế Tôn không có nghĩa gì. Cũng như thế đó các vị, đối với người có tu học, có đạt đến trí tuệ thì tuy có đau khổ, mà đau khổ ấy sánh với đau khổ của người không tu, không học, không có trí tuệ thì không có nghĩa gì. Si vọng làm cho đau khổ to lớn gấp bội. Này các vị, ví dụ con người bị trúng một mũi tên, người ấy cảm thấy đau nhất. Nhưng nếu một mũi tên thứ hai tới cắm đúng vào chỗ vết thương thì cái đau nhất ấy chắc chắn lớn hơn bội phần. Và nếu một mũi tên thứ ba bay tới bắn trúng ngay vào cùng chỗ đó thì sự đau nhất lại còn lớn lao gấp 1000000 lần. Si vọng cũng như mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba và những mũi tên khác, nó làm cho cái khổ tăng gia gấp bội. Nhờ trí tuệ, nhờ hiểu biết, con người có học, có tu và có giác ngộ không làm cho cái khổ gia tăng nơi mình và nơi người khác. Khi có một khổ thọ, dù là khổ thọ về thân xác hay là khổ thọ về tâm ý, người có trí không sầu muộn, không tham gian khóc lóc, không đập ngực bứt tóc, không đầy đọa thân thể và tâm hồn, không ngã lăn ra bất tỉnh. Người ấy bình tĩnh quán chiếu và biết khổ thọ chỉ là một cảm thọ. Người ấy biết người ấy không phải là cảm thọ, không kẹt vào cảm thọ. Cảm thọ không còn trói buộc được người ấy, khổ đau không trói buộc được người ấy. Khi có một khổ thọ về thân thể, người ấy biết có một khổ thọ về thân thể.
người ấy không hoảng hốt, không lo sợ, không trách cứ, không u sầu. Vì vậy khổ thọ ấy vẫn chỉ là một khổ thọ về thân thể, mà không trở nên một khổ thọ lớn lao có thể làm chìm đắm tự thân. Cũng vì thế, này quý vị khất sĩ, quý vị nên tu tập, nên quán chiếu để đạt tới trí tuệ và để không bị khổ đau ràng buộc. Sinh, lão, bệnh, tử sẽ không còn khống chế được quý vị. Này các vị khất sĩ, khi sắp mệnh chung, việc người khất sĩ nên làm là quán chiếu thân thể, cảm thọ, tâm ý và đối tượng tâm ý. Mỗi tư thế, mỗi động tác cần được đặt trong chánh niệm. Mỗi cảm thọ đều được soi sáng bởi chánh niệm. Người sắp mệnh chung quán chiếu tự tánh vô thường và duyên sinh của thân thể và của cảm thọ, để không còn bị vướng mắc vào thân thể và cảm thọ. Dù là lạc thọ, khổ thọ hay xả thọ, nếu có một cơn đau phải đem hết toàn thân ra chịu đựng, thì người ấy quán chiếu, đây là một cơn đau phải đem hết toàn thân ra chịu đựng. Cơn đau này không phải là ta, ta không phải là cơn đau này, ta không kẹt vào cơn đau này. Thân thể và cảm thọ như là một ngọn đèn đang cạn dầu và hết bất. Ánh sáng do nhân duyên làm tỏ lộ, mà cũng do nhân duyên làm tìm phục. Ta không bị ràng buộc bởi nhân duyên, và như thế sẽ có lắng dịu, sẽ có giải thoát. Khi những trận mưa đầu mùa đổ xuống làm dịu bớt cái nóng mùa hạ, người lên đường về tu viện Kỳ Viên. Năm nay các thầy và các ni sư về an cư ở các trung tâm tu học tại xá vệ đông lắm. Tại giảng đường Lộc Mẫu, một hôm Phật giảng dạy thêm về đạo lý duyên sinh. Một vị khất sĩ đứng lên bạch: Thế Tôn, người đã dạy thức là cơ sở của danh sắc. Như vậy có nghĩa là vũ trụ vạn hữu trong thế giới đều phát sinh từ tâm thức, có phải thế không? Phật nói: Đúng như vậy. Danh là tâm nhận thức, sắc là đối tượng nhận thức. Chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức là hai mặt của cùng một thực tại. Không thể nào có nhận thức nếu không có đối tượng nhận thức. Không thể nào có đối tượng nhận thức nếu không có nhận thức. Danh và sắc không thể tồn tại riêng biệt, vì chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức không thể rời nhau mà có mặt, cho nên cả hai đều phát xuất từ cơ sở tâm thức. Chính vì vậy nên tôi đã nói rằng thức là cơ sở của danh sắc. Bạch Thế Tôn, nếu danh sắc phát sinh từ thức thì quả thật thức là nguồn gốc của vũ trụ vạn hữu. Ta có thể tìm hiểu vì sao có tâm thức hay không? Và tâm thức có từ lúc nào? Có thể nói đến một sự bắt đầu của tâm thức hay không? Này các vị khất sĩ, ý niệm về bắt đầu và ý niệm về chung cuộc cũng là những ý niệm phát sinh từ tâm thức. Thật ra không có cái bắt đầu mà cũng không có sự chung cuộc. Do vô minh cho nên ta có ý niệm về thỉ và chung. Do vô minh mà người ta mới đi vòng trong cõi luân hồi sinh tử. Cái vòng luân hồi sinh tử không có thỉ cũng không có chung. Nếu vòng luân hồi sinh tử không có thỉ mà cũng không có chung, thì làm sao ta chấm dứt được luân hồi sinh tử? Sinh và tử cũng là những ý niệm phát sinh từ tâm thức vô minh. Thoát ra được những ý niệm về sinh tử và thủy chung, đó là thoát ra khỏi luân hồi. Các vị khất sĩ, hôm nay tôi chỉ nói chừng ấy. Quý vị hãy về thực tập quán chiếu. Hôm khác chúng ta sẽ trở lại vấn đề này. Chương 65: Không có cũng không không. Sau buổi pháp thoại này, Đại Đức Cát Tường thấy nhiều thầy có vẻ trầm ngâm. Riêng Đại Đức,
Đại Đức thấy mình chưa nắm vững được những điều Phật dạy. Đại Đức tâm niệm sẽ cố gần gũi các vị Đại Đức lớn để học hỏi thêm qua những lời luận đàm của họ. Trong buổi pháp thoại kế tiếp, Đại Đức Ananda được phép đại diện các thầy đặt lên những câu hỏi để Phật trả lời. Đại Đức nói: Bạch Thế Tôn, thế nào là thế giới? Thế nào là vạn hữu? Ananda: Thế giới là sự tập hợp của tất cả những gì có tính biến chuyển và tàn hoại. Vạn hữu tuy bao la, nhưng tất cả đều bao hàm trong 18 lãnh vực. Đó là 6 căn, 6 trần và 6 thức. 6 căn, như các vị đã biết, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 6 trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc và ý tưởng. 6 thức là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm và cái ý. Ngoài 18 lãnh vực đó mà ta gọi là thập bát giới, không còn có gì nữa. Tất cả 18 cái ấy đều có tính sinh diệt và biến hoại. Cho nên tôi đã định nghĩa thế giới là sự tập hợp của tất cả những gì có tính biến chuyển và tàn hoại. Ananda lại hỏi: Thế Tôn đã từng nói vạn pháp là không, như thế nào gọi là vạn pháp không? Bởi vì vạn pháp không có tự thể riêng biệt, cho nên gọi là vạn pháp không. 6 căn, 6 trần cũng như 6 thức, không có pháp nào có tự thể riêng biệt. Thế Tôn, có lần con đã nghe Thế Tôn nói về ba cánh cửa giải thoát là không, vô tướng và vô tác. Có lần con cũng đã nghe Thế Tôn nói vạn pháp là không, thế giới là không. Con chưa thật sự hiểu được thế nào là không. Có phải vì vạn pháp có tính biến chuyển và tàn hoại cho nên Phật nói vạn pháp là không, không? Ananda, quả thật tôi đã từng nói về không và phép quán về không. Phép quán chiếu về không là một phép quán chiếu mầu nhiệm, có thể giúp người hành đạo vượt ra khỏi khổ ưu và sinh tử. Hôm nay tôi sẽ vì đại chúng mà nói về không quán. Ananda, tất cả chúng ta đều đang ngồi trong giảng đường Lộc Mẫu. Chúng ta biết rằng trong giảng đường này không có chợ búa, trâu bò, làng xóm, mà chỉ có các vị khất sĩ đang ngồi nghe pháp mà thôi. Cái gì không thì ta nói là không, cái gì có thì ta phải nói là có. Trong trường hợp của chúng ta đây, tức là trong trường hợp giảng đường Lộc Mẫu, chợ búa, làng xóm, trâu bò là không, nhưng các vị khất sĩ là có phải như vậy không? Bạch Thế Tôn, đúng như vậy. Sau buổi giảng này, tất cả chúng ta đều sẽ đi ra khỏi giảng đường Lộc Mẫu, và trong giảng đường Lộc Mẫu sẽ không có một vị khất sĩ nào. Lúc đó giảng đường Lộc Mẫu không có chợ búa, không có làng xóm, không có trâu bò, mà cũng không có các vị khất sĩ. Có phải như thế không? Bạch Thế Tôn, đúng như vậy. Lúc đó trong giảng đường Lộc Mẫu không có gì hết. Ananda, có luôn luôn nghĩa là có cái gì, không luôn luôn nghĩa là không cái gì. Tiếng có và tiếng không tự chúng không có nghĩa gì cả. Xin Thế Tôn giải rõ cho chúng con. Này nhé, không bao giờ cũng là không một cái gì. Ví dụ không chợ búa, không trâu bò, không làng xóm, không các vị khất sĩ, ta không thể nói không một cách suông cục được. Có cũng vậy, có bao giờ cũng là có một cái gì, như có chợ búa, có trâu bò, có làng xóm, có các vị khất sĩ, ta không thể nói có một cách suông cục được. Vào giờ phút hiện tại, các vị có thể nói là trong Lộc Mẫu đường không chợ búa, không trâu bò, không xóm làng, nhưng có các vị khất sĩ. Đó là trường hợp Lộc Mẫu đường. Còn trong trường hợp vạn pháp thì sao? Nếu ta nói vạn pháp có, thì vạn pháp có cái gì? Nếu ta nói vạn pháp không, thì vạn pháp không cái gì?
Này các vị khất sĩ, cái mà tôi gọi là không trong dạng pháp đó là cái ngã, nghĩa là cái tính chất thường tại và bất biến. Dạng pháp không nghĩa là dạng pháp không có ngã, nghĩa là không có tính chất thường tại và bất biến. Nghĩa căn bản của không là như thế. Các vị đã chấp nhận và đã biết rằng dạng pháp đều có tính biến chuyển và hoại diệt. Chính vì dạng pháp có tính cách biến chuyển và hoại diệt ấy, cho nên dạng pháp không có ngã, không hàm chứa một cái ngã. Vì vô thường, cho nên dạng pháp cũng là vô ngã. Tất cả các pháp đều không có ngã trong tự thân, cho nên dạng pháp được gọi là không. Này quý vị, không có nghĩa là không có tự ngã. Này các vị khất sĩ, trong năm uẩn, không có uẩn nào có tính cách thường tại bất biến cả. Cả năm yếu tố hình hài, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức đều không có tự ngã, đều không có tính cách thường tại bất biến. Tính cách thường tại bất biến ấy thường được gọi là cái ta. Đã không có ta thì làm gì có cái của ta? Đã không có ngã thì làm gì có ngã sở? Quán chiếu để thấy được sự không có mặt của cái ta và cái của ta trong dạng pháp, tức là quán chiếu về không vậy. A Nan Đà hỏi: Dạng pháp không có ngã, đó là điều mà chúng con đã hiểu và đã thấy. Nhưng bạch Thế Tôn, có dạng pháp không? Phật im lặng nhìn xuống phía trước mặt mọi người. Trước mặt Phật có một chiếc bàn nhỏ. Trên bàn có đặt một cái bát đầy nước trong để Phật giải khát. Chỉ vào bát nước trên bàn, Phật hỏi Đại Đức A Nan Đà: A Nan Đà, theo thầy thì cái bát này là bát không hay là bát đầy? Bạch Thế Tôn, cái bát này không phải là bát không, nó là một cái bát đựng đầy nước trong. A Nan Đà, thầy hãy cầm cái bát nước đầy này lên và đem đổ hết nước trong bát ra phía ngoài lọc mẫu đường. Đại Đức A Nan Đà làm theo lời Phật dạy. Khi trở vào, Đại Đức đặt chiếc bát không lên bàn, cầm chiếc bát lên và úp miệng bát về phía dưới. Phật hỏi: A Nan Đà, cái bát này bây giờ đây là bát không hay là bát đầy? Bạch Thế Tôn, cái bát này bây giờ đây không phải là cái bát đầy nước nữa, mà là một cái bát không. A Nan Đà, thầy có chắc là cái bát này là cái bát không không? Bạch Thế Tôn, con chắc chắn cái bát này là cái bát không. A Nan Đà, trong cái bát này không có nước, nhưng lại có đầy không khí. Cái bát chỉ không có nước thôi, chứ cái bát đang có đầy không khí. Thầy đã quên rồi. Không luôn luôn nghĩa là không một cái gì. Có luôn luôn nghĩa là có một cái gì. Trong trường hợp này, thầy phải nói cái bát không có nước nhưng có đầy không khí. Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Vậy thì A Nan Đà, cái bát có thể là một cái bát không, mà cũng có thể là một cái bát đầy. Cái không hay cái đầy ấy tùy thuộc vào sự có mặt của cái bát. Nếu không có cái bát thì làm gì có cái không hay cái đầy? Vậy nếu muốn không hay muốn đầy thì phải có cái bát đã. Như giảng đường lọc mẫu mà trong đó chúng ta đang ngồi đây, giảng đường có thể không hay đầy, nhưng muốn không hay đầy thì phải có giảng đường trước đã. Đại chúng ồ lên một tiếng. Đại Đức A Nan Đà chắp tay: Bạch Thế Tôn, như vậy là có dạng pháp, và dạng pháp có thật. Phật mỉm cười: A Nan Đà, thầy đừng nên bị từ ngữ khống chế như vậy. Nếu dạng pháp có mặt như những hiện tượng không có ngã, thì cái có đó không phải là cái có của tri giác thông thường. Cái có ấy cùng với cái không kia là một. A Nan Đà chắp tay:
xin Phật khai thị thêm cho chúng con. Này A Nan, chúng ta vừa nói đến cái bát không và cái bát đầy, chúng ta cũng vừa nói đến giảng đường không và giảng đường đầy. Tôi đã nói sơ lược về không, bây giờ tôi sẽ nói sơ lược về có. Cái bát trên bàn kia tuy là cái bát không còn nước, nhưng nếu đại chúng nhìn thật kỹ thì không phải là như vậy. Nâng cái bát lên, Phật nhìn A Nan Đà. A Nan Đà, trong những yếu tố nhân duyên đã đưa tới sự có mặt của cái bát này, có yếu tố nước không? Bạch Thế Tôn, nếu không có nước trộn vào đất sét thì người thợ gốm không thể nào biến đất sét thành cái bát được. Đúng rồi, A Nan Đà, nhìn kỹ vào cái bát, ta thấy có nước ở trong đó. Dù trong giờ phút hiện tại nó là một cái bát không có nước, sự có mặt của cái bát chứng minh được sự có mặt của nước. A Nan Đà, thầy có thấy yếu tố lửa trong cái bát này không? Bạch Thế Tôn, con có thấy. Nếu không có lửa thì đất trộn với nước không thể nào đưa tới sự có mặt của cái bát. Nhìn sâu vào cái bát, con thấy sự có mặt của hơi nóng, của lửa. Nhìn sâu vào cái bát, thầy thấy gì nữa? Con thấy không khí. Nếu không có không khí thì lửa không cháy được và người thợ gốm cũng không sống được. Con thấy người thợ gốm. Con thấy bàn tay khéo léo của người thợ gốm. Con thấy tâm thức của người thợ gốm. Con thấy lò gốm. Con thấy củi chất trong lò. Con thấy rừng cây đã làm ra củi. Con thấy mưa, nắng, đại địa đã làm cho rừng cây mọc lên tươi tốt. Bạch Thế Tôn, con thấy muôn ngàn yếu tố nhân duyên đã cùng nhau hợp lại để đưa tới sự có mặt của cái bát này. Hay lắm, A Nan Đà. Thầy đã thấy được sự có mặt của những yếu tố nhân duyên đã đưa tới sự có mặt của cái bát khi quan sát về cái bát. A Nan Đà, những yếu tố ấy cùng có mặt đồng thời với cái bát và trong cái bát. Trong những yếu tố ấy có yếu tố tâm thức của thầy. A Nan Đà, nếu từ trong cái bát này mà thầy lấy hơi nóng để trả về cho mặt trời, lấy đất sét trả về cho đại địa, lấy nước trả về cho dòng sông, lấy bàn tay người thợ gốm trả về cho cha mẹ người ấy, lấy than củi trả về cho rừng cây, thì cái bát sẽ còn có mặt không? Cái bát sẽ đi về đâu? Bạch Thế Tôn, cái bát sẽ không có mặt, bởi vì những nhân duyên tạo nên cái bát đã trở về với vị trí nguyên thủy của chúng. Cái bát sẽ trở về với những yếu tố nhân duyên ấy. A Nan Đà, nếu thầy đã quán chiếu chính chắn về đạo lý nhân duyên, chắc chắn thầy đã thấy rằng cái bát không thể tự riêng mình mà có mặt được. Cái bát chỉ có thể có mặt trong liên hệ nhân duyên với tất cả các pháp. Các pháp nương nhau mà sinh khởi, có mặt và hoại diệt. Sự có mặt của một pháp kéo theo sự có mặt của tất cả các pháp. Sự có mặt của các pháp có thể được chứng minh nhờ sự có mặt của một pháp. A Nan Đà, đó là nguyên lý tương nhập và tương tác. A Nan Đà, tương nhập nghĩa là trong cái này có cái kia và trong cái kia có cái này. Ví dụ, nhìn vào cái bát, ta có thể thấy người thợ gốm. Nhìn người thợ gốm, ta có thể thấy cái bát. Tương tác nghĩa là cái này là cái kia, cái kia là cái này. Ví dụ, sống là nước, nước là sống. A Nan Đà, hiện Lộc Bổn Đường không có chợ búa, trâu bò và làng xóm. Nhưng kỳ thực nếu không có chợ búa, trâu bò và làng xóm thì không có được Lộc Bổn Đường. Nói trong Lộc Bổn Đường không có chợ búa, trâu bò và làng xóm, đó chỉ là một cách nói, một lối nhận thức. Sự thật thì nếu không có chợ búa, trâu bò và làng xóm thì chúng ta sẽ không bao giờ có Lộc Bổn Đường. Nếu không có giáo đoạn của các vị khất sĩ thì cũng sẽ không có Lộc Bổn Đường. Vì vậy, cho nên khi nhìn giảng đường Lộc Mẫu
vào lúc giảng đường trống vắng, ta cũng phải thấy sự có mặt của chợ búa, trâu bò, xóm làng và cả các vị khất sĩ ở trong đó. Không có cái này thì không có cái kia. Và ý nghĩa căn bản của không là cái này có thì cái kia có. Nói tới đây, Phật im lặng. Giảng đường Lộc Mẫu im phăng phắc. Những lời Phật nói đã gây ấn tượng sâu sắc trong tâm trí người nghe. Một lát sau, Phật nâng cái bát không lên, nói với đại chúng: các vị khất sĩ, cái bát này tự nó một mình nó không thể có mặt được. Nó chỉ có thể có mặt đồng thời với tất cả những cái khác mà ta không gọi là bát, như đất, nước, lửa, không khí, người thợ gớm. Tất cả các pháp trên thế gian, pháp nào cũng vậy, pháp nào cũng có mặt liên hệ nhân duyên trên nguyên tắc tương tức và tương nhập. Các vị khất sĩ, nhìn vào cái bát này, ta thấy được tất cả vũ trụ vạn hữu. Vậy ta có thể nói cái bát chứa đầy cả vũ trụ vạn hữu. Chỉ có một cái không có mặt trong cái bát này mà thôi. Đó là tự ngã riêng biệt của cái bát. Tự ngã là gì? Tự ngã là tự mình có mặt, không cần đến một yếu tố nào khác. Trên thế gian, không có pháp nào có thể tự mình có mặt mà không cần đến bất cứ một yếu tố nào khác. Vì vậy cho nên, không có một pháp nào có tự ngã. Đó là ý nghĩa căn bản của không. Không nghĩa là không có tự ngã. Các vị khất sĩ, năm uẩn là năm yếu tố của sinh mạng. Hình sắc không có tự ngã, vì hình sắc không thể tự mình có mặt một cách riêng biệt. Trong hình sắc có cảm thọ, có tri giác, có tâm tư và có nhận thức. Cảm thọ cũng vậy, cảm thọ cũng không có tự ngã, bởi vì cảm thọ không thể tự mình có mặt một cách riêng biệt. Trong cảm thọ có hình sắc, có tri giác, có tâm tư và có nhận thức. Điều này cũng được áp dụng cho các uẩn khác là tri giác, tâm tư và nhận thức. Trong năm uẩn, không có uẩn nào có tự tính riêng biệt. Năm uẩn nương vào nhau mà thành lập. Vì vậy, năm uẩn là không. Các vị khất sĩ, sáu căn, sáu trần và sáu thức là không. Mỗi căn, mỗi trần, mỗi thức đều phải nương vào các căn, các trần và các thức khác mà được thành lập. Không có căn, trần và thức nào có tự tính riêng biệt. Các vị khất sĩ, 12 nhân duyên là không. Mỗi nhân duyên phải nương vào các nhân duyên khác mà được thành lập. Không nhân duyên nào có tự tính riêng biệt. Các vị khất sĩ, tôi muốn nhắc lại để quý vị cùng nhớ. Cái này có cho nên cái kia có. Các pháp vì nương vào nhau mà có mặt, cho nên các pháp được gọi là không. Không ở đây nghĩa là không có tự ngã, không có một sự hiện hữu riêng biệt và độc lập. Đại đức A Nan bạch: Thế Tôn, có những nhà trí thức Bà La Môn cũng như một số các vị lãnh đạo các giáo phái nói rằng Sa Môn Cồ Đàm chủ trương thuyết hư vô đoạn diệt. Sa Môn Cồ Đàm dẫn dắt người ta tới sự tiêu diệt mọi hình thức của sự sống. Thế Tôn, có phải vì Thế Tôn nói vạn pháp không cho nên người ta hiểu lầm như thế hay chăng? Phật lại nói: Ananda, những nhà trí thức Bà La Môn kia, những vị lãnh đạo giáo phái kia không nói đúng sự thật. Tôi không bao giờ chủ trương thuyết hư vô, thuyết hoại diệt. Tôi không chủ trương dẫn dắt đến sự hoại diệt mọi hình thức của sự sống. Ananda, trong số các tà kiến, có hai tà kiến lớn mà nhiều người đã vướng phải. Đó là chấp có và chấp không. Chấp có là nhận thức dạng sự dạng vật như những gì thường tại và có tự thể riêng biệt.
chấp không là nhận thức vạn sự vạn vật như một màn ảo thuật của thực linh. Kẹt vào tà kiến nào trong hai tà kiến ấy cũng không có cơ hội thấy được sự thật. Ananda, có lần khất sĩ Kakayana hỏi tôi: Thế Tôn, thế nào là chánh kiến? Thế nào là cái thấy chân thực? Tôi đã trả lời: Kakayana, chánh kiến là thứ nhận thức vượt thoát hai luận chấp có và không. Khi ta đã thấy được tự tính chân thực của thực tại rồi, thì ta không còn bị ràng buộc bởi hai tà kiến ấy nữa. Người có chánh kiến thấy được quá trình phát sinh và hoại diệt của các pháp, và vì vậy không bị lay chuyển bởi các ý niệm có và không. Khi khổ đau phát sinh, người có chánh kiến biết là khổ đau đang phát sinh. Khi khổ đau tàn hoại, người có chánh kiến biết là khổ đau đang tàn hoại. Sự phát sinh và tàn hoại của vạn pháp không lay chuyển được người có chánh kiến. Chấp có là một thái cực, chấp không cũng là một thái cực khác. Nhận thức duyên sinh vượt ra ngoài hai thái cực đó và an trú ở trung đạo. Ananda, có và không thực ra chỉ là những ý niệm không phù hợp với thực tại. Thực tại vượt ra ngoài khuôn khổ của những ý niệm ấy. Kẻ giác ngộ là người đã vượt thoát ý niệm có và không. Ananda, không những có và không đều không, mà sinh và diệt cũng là không. Sinh và diệt cũng chỉ là những ý niệm, sinh diệt cũng là không. Đại đức Ananda hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, nếu sinh diệt là không thì tại sao Thế Tôn thường nói vạn pháp vô thường, luôn luôn sinh diệt? Ananda, đứng dậy tục đế, ta có thể nói vạn pháp có sinh và có diệt. Nhưng đứng về đệ nhất nghĩa đế, ta cần thấy được tính cách bất sinh và bất diệt của vạn pháp. Xin Thế Tôn chỉ dạy thêm cho chúng con. Này Ananda, cây bồ đề mà thầy trồng ở trước lộc mẫu đường, cây bồ đề ấy đã được sinh ra từ lúc nào? Bạch Thế Tôn, cây bồ đề ấy sinh ra từ 4 năm nay, vào giờ phút mà hạt bồ đề bắt đầu nứt mầm trong đất. Ananda, vậy trước khi cây bồ đề ấy sinh ra, nó đã có chưa? Thế Tôn, trước khi nó sinh ra, cây bồ đề chưa có. Vậy thì cây bồ đề có thể từ không mà trở thành có hay sao? Thầy đã thấy một pháp nào từ không mà trở thành có hay chưa? Đại đức Ananda im lặng. Phật lại nói: Ananda, trong vũ trụ không có một pháp nào đã từ không mà trở nên có. Nếu không có hạt giống bồ đề thì không thể có cây bồ đề. Cây bồ đề là từ hạt bồ đề mà có. Cây bồ đề chỉ là sự tiếp nối của hạt bồ đề. Trước khi hạt bồ đề nứt mầm, cây bồ đề đã sẵn có trong hạt bồ đề. Một pháp đã sẵn có thì cần gì sinh ra nữa? Vì vậy cho nên cây bồ đề có tính cách bất sinh. Ananda, sau khi hạt bồ đề nảy mầm thành cây bồ đề, hạt bồ đề có bị diệt không? Phật lại hỏi Ananda: Bạch Thế Tôn, hạt bồ đề có diệt thì cây bồ đề mới sinh ra được. Ananda, hạt bồ đề không diệt. Diệt tức là từ có mà trở thành không. Thầy có thấy trong vũ trụ này có một pháp nào từ có mà trở thành không được không? Một chiếc lá, một hạt bụi, một làn hương cũng không thể từ có mà trở thành không được. Các pháp ấy chỉ có thể biến chuyển để trở thành những pháp khác. Hạt bồ đề cũng thế. Hạt bồ đề không diệt mà chỉ biến chuyển thành cây bồ đề. Hạt bồ đề cũng như cây bồ đề đều là những pháp bất sinh và bất diệt. Ananda, không những hạt bồ đề và cây bồ đề là những pháp bất sinh bất diệt, mà tất cả các pháp trong đó có tôi, có
có thầy, có các vị khất sĩ, có lọc mẫu đường, có chiếc lá, có hạt bụi, có làn hương, tất cả đều bất sinh bất diệt. Ananda, tất cả các pháp đều bất sinh và bất diệt, sinh và diệt chỉ là những ý niệm của nhận thức mà thôi. Các pháp không có, không không, không sinh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, không tới, không đi, không một, không nhiều. Tất cả các ý niệm có không, sinh diệt, dơ sạch, thêm bớt, tới đi, một nhiều, đều là những ý niệm phân biệt. Nhờ quán chiếu về tự tính không của các pháp, các vị có thể vượt thoát những ý niệm phân biệt ấy để chứng nhập được thực tại của vạn hữu. Ananda, thực tại của vạn hữu là không có cũng không không, không sinh cũng không diệt, không thành cũng không hoại. Nếu không có thực tại ấy làm cơ bản, thì làm gì có cái thế giới có sinh có diệt, có có không, có thành có hoại của nhận thức phân biệt. Nếu không có thực tại ấy, thì làm gì có lối thoát cho thế giới sinh diệt, có không và thành hoại. Ananda, có khi nào đứng trên bờ biển thầy nhìn ngắm những đợt sóng nhấp nhô sinh diệt trên mặt đại dương không? Thực tại bất sinh bất diệt có thể đem so sánh với nước trong đại dương, và thế giới sinh diệt có thể được đem so sánh với những đợt sóng lô nhô trên mặt biển. Ananda, sóng thì có cao có thấp, có lớn có bé, có sinh có diệt, nhưng nước trong đại dương thì không cao không thấp, không lớn không bé, không sinh không diệt. Nếu không có nước thì làm sao có sóng, và sóng đi về đâu nếu không là trở về với nước? Ananda, sống là nước, nước là sống. Sống tuy có sinh có diệt, nhưng một khi sống nhận biết được rằng mình chính là nước, thì tự khắc sống vượt thoát được sinh diệt và không còn sợ hãi, âu lo và khổ đau vì sinh diệt. Các vị khất sĩ, phép quán chiếu về tự tánh không của vạn pháp là một phép quán chiếu mầu nhiệm, có thể đưa các vị vượt thoát sợ hãi, vượt thoát lo lắng, vượt thoát khổ đau. Phép quán chiếu này có thể đưa quý vị vượt thoát thế giới của sinh tử. Các vị hãy nỗ lực mà thực tập phép quán chiếu này. Nói tới đây, Phật lặng im, người đã chấm dứt pháp thoại. Buổi pháp thoại hôm nay làm xôn xao cả đại chúng. Đại đức Cát Tường chưa bao giờ được nghe Phật nói những điều sâu sắc và mầu nhiệm như hôm nay. Đại đức thấy các thầy lớn, thầy nào nét mặt cũng rạng rỡ, vẻ sung sướng hiện rõ trong cái nhìn và trong nụ cười của họ. Cát Tường có cảm tưởng mình hiểu được những điều Phật nói, nhưng thầy nghĩ có thể là mình chưa thấy hết được chiều sâu của buổi pháp thoại này. Thầy biết thế nào mai mốt đại đức Ananda cũng sẽ trùng tuyên lại bài thuyết pháp hôm nay, và thầy sẽ có dịp học hỏi thêm qua những cuộc pháp đàm do các thầy lớn tổ chức. Chương 66. Bốn núi bao quanh. Một buổi sáng tinh sương, đại đức Mục Kiền Liên tìm đến Phật, hai mắt ướt đẫm. Phật hỏi duyên cớ, đại đức thưa: Thế Tôn, trong giờ thiền tọa đầu hôm qua, con đã nghĩ đến mẹ của con, và con đã dùng định lực để quán chiếu về nỗi nhớ niềm thương của con đối với mẹ. Con biết là trong thời niên thiếu đã có đôi lần con làm cho mẹ con buồn, nhưng con cũng biết đó không phải là nguyên do của nỗi buồn thấm thía của con. Nỗi buồn thấm thía của con phát sinh từ ý nghĩ là con không làm được gì để giúp mẹ con lúc bà còn sống,
và con cũng không làm được gì để giúp mẹ con sau khi bà đã mệnh chung. Bạch Thế Tôn, nghiệp chướng của mẹ con rất nặng. Hồi sinh tiền, bà đã từng tạo ra nhiều ác nghiệp. Con biết chắc rằng bây giờ những ác nghiệp ấy vẫn còn theo đuổi và tiếp tục làm cho mẹ con bị khổ đau. Trong giờ thiền định, con thấy hình ảnh này. Con thấy con đi thăm mẹ con ở một nơi thật tối tăm, ẩm thấp. Mẹ con than đói. Bà gầy ốm như một bóng ma. Con lấy cơm trong bình bát dâng lên. Mẹ con bốc cơm ăn. Nhưng khi mẹ con đưa cơm vào tới miệng, thì cơm ấy biến thành than hồng. Mẹ con không thể nào nuốt được, phải nhả ra. Thế Tôn, hình ảnh đó con không thể nào quên được. Con không biết làm cách gì để cho nghiệp chướng của mẹ con được tiêu trừ và cho thân tâm của mẹ con được nhẹ nhàng siêu thoát. Phật hỏi: Hồi sinh tiền, mẹ của thầy đã tạo những ác nghiệp nào? Bạch Thế Tôn, hồi sinh tiền, mẹ con đã không chịu sống theo chánh mạng. Nghề nghiệp của bà buộc bà phải sát hại rất nhiều sinh mạng của các loài hữu tình. Mẹ con lại là người không biết tu theo chánh ngữ. Bà đã gây nhiều khổ đau cho kẻ khác vì những lời nói của bà. Bà bứng cây sống, trồng cây chết. Con không dám kể hết chi tiết về những ác nghiệp của bà để Thế Tôn nghe. Nhưng quả thật, mẹ con đã sống ngược lại với tất cả năm giới quý báu mà Thế Tôn đã dạy. Thế Tôn, nếu con có thể chịu khổ đau thay thế để đổi nghiệp quả của mẹ con, thì con sẵn sàng chấp nhận. Xin Thế Tôn đem lòng từ bi xót thương mẹ con mà chỉ bảo cho con. Phật nói: Mục Kiền Liên, tôi rất cảm động về tấm lòng hiếu thảo của thầy đối với mẹ. Công ơn cha mẹ như trời như biển, làm con phải luôn luôn nhớ tới công ơn ấy. Ngày cũng như đêm, gặp thời không có Phật và không có các bậc thánh hiền, phụng sự cha mẹ, tức là phụng sự Phật và các bậc thánh hiền. Mục Kiền Liên, thầy đã cố gắng để chuyển hóa mẹ thầy khi bà còn sống. Thầy lại còn lo lắng để chuyển nghiệp cho mẹ thầy khi bà đã chết. Điều đó chứng tỏ thầy là một người rất có hiếu đối với cha mẹ. Tôi rất mừng vì điểm đó. Mục Kiền Liên, điều căn bản nhất mà mình có thể làm để báo hiếu cho cha mẹ là sống một đời sống đẹp đẽ, hạnh phúc và đức hạnh. Như vậy là vừa đền đáp được công ơn sinh dưỡng, vừa đền đáp lại kỳ vọng của cha mẹ nơi con cái. Trường hợp của thầy là một trường hợp thành công. Đời sống của thầy là một đời sống có an lạc, có hạnh phúc, có đạo hạnh. Đời sống của thầy là một đời sống gương mẫu. Thầy đã và đang hóa độ được bao nhiêu người, giúp họ đi về con đường chánh. Nếu đem đời sống và công đức ấy mà hồi hướng và chú nguyện cho mẹ, thì chắc chắn hành nghiệp của mẹ thầy sẽ được chuyển biến một cách đáng kể. Mục Kiền Liên, tôi sẽ chỉ cho thầy một phương pháp mầu nhiệm và hữu hiệu để giúp mẹ. Đến ngày tự tứ mãn khóa an cư mùa mưa, thầy nên thỉnh cầu toàn thể đại chúng hợp lực chú nguyện cho mẹ thầy. Nên biết, trong đại chúng có nhiều vị khất sĩ đạo lực và đức hạnh rất lớn. Nếu thầy phối hợp đạo lực và đức hạnh của thầy với đạo lực và đức hạnh của tất cả các vị ấy, thì sức chú nguyện sẽ hùng mạnh vô cùng. Và nhờ nhân duyên đó, nghiệp chướng của mẹ thầy sẽ tiêu tan và bà sẽ có cơ hội thấy và đi vào con đường chánh pháp. Tôi nghĩ là trong đại chúng có thể cũng có những vị có tâm trạng như thầy. Vì vậy ta nên tuyên bố điều này ra trong đại chúng. Thầy hãy bàn với thầy Xá Lợi Phất để từ nay cứ đến ngày tự tứ thì ta có thể tổ chức một lễ chú nguyện. Chú nguyện để hộ niệm cho các bậc cha mẹ đã mất và cả cho những người làm cha mẹ còn sống. Như vậy cũng là để đồng thời giáo dục người trẻ về đạo hiếu đối với cha mẹ và tổ tiên. Mục Kiền Liên, người đời thường chỉ biết tiếc thương cha mẹ khi cha mẹ đã qua đời.
trong ánh sáng của đạo tỉnh thức, có cha có mẹ là một hạnh phúc lớn. Cha mẹ là những nguồn vui lớn cho con cái. Con cái phải biết trân quý thời gian sống với cha mẹ, được thấy cha mẹ hằng ngày, được đem niềm vui hằng ngày cho cha mẹ. Ngay trong khi cha mẹ còn sống và sau khi cha mẹ quá vãng, những hành động từ ái cần được thể hiện để gây niềm vui cho cha mẹ và hồi hướng công đức cho cha mẹ, giúp người nghèo khổ và bệnh tật, thăm viếng và ủy lạo những người cô đơn, phóng thích tù nhân và những loài vật sắp bị sát hại. Chẩn tế, trồng cây đều là những hành động phát xuất từ tâm từ bi, có thể chuyển đổi được tình trạng hiện tại và gây niềm vui cho cha mẹ. Trong ngày tự tứ của tăng đoàn khất sĩ, chúng ta nên khuyến khích mọi người làm những việc như thế. Đại đức Mục Kiền Liên vui mừng lạy tạ Phật. Chiều hôm ấy, khi đi thiền hành tới cổng tu viện Trúc Lâm, Phật thấy xa giá của vua Pasenadi cũng vừa dừng lại trước cổng. Vua đi thăm Phật, hai người còn đang đứng ở cổng tu viện để chuyện trò, thì có bảy vị du sĩ phái Nigantha đi ngang qua. Họ là những người tu khổ hạnh, lõa hình, tóc và râu không cạo, móng tay móng chân để dài không cắt. Trông thấy họ, vua Pasenadi xin lỗi Phật và đi ra chào đón các du sĩ. Vua lạy xuống rất cung kính trước bảy vị du sĩ và nói: Thưa các vị cao đức, trẫm là Pasenadi, vua nước Câu Tắc La. Vua lạy và nói ba lần như thế rồi mới chào họ và trở về với Phật. Đợi cho họ đi khuất, vua hỏi: Bạch Thế Tôn, theo Thế Tôn thì trong bảy vị du sĩ đó có vị nào chứng quả A-la-hán chưa? Hoặc có vị nào đang đi trên con đường đến quả vị ấy? Phật đáp: Đại vương, ngài sống cuộc sống dương giả và thân cận với giới chính trị nhiều hơn với giới đạo sĩ, nên ngài khó mà biết được ai là người đã giải thoát và ai chưa giải thoát. Đại vương, gặp gỡ đôi lần và nhìn vào bề ngoài của một vị đạo sĩ thì khó mà biết được họ có giác ngộ hay không. Chỉ khi nào ta sống bên họ và có thì giờ nhận xét họ, ta mới biết được họ có giải thoát hay không có giải thoát. Đi lâu mới biết đường dài. Thân cận lâu ngày với một người, sống với người ấy trong những hoàn cảnh khó khăn, nghe người ấy nói năng và đàm luận, ta mới thấy được mức độ trí tuệ, đức hạnh và sự chứng đắc của người ấy. Vua biểu đồng tình với Phật: Bạch Thế Tôn, con cũng thấy như vậy. Mỗi khi con gửi các thám tử đi do thám tình hình các nơi, những người này thường phải hóa trang để cho người ta không nhận ra được họ. Con nhớ là khi những thám tử này về cung trình diện, chính con cũng không nhận ra được họ. Con tưởng họ là những người không quen. Chỉ khi nào họ lột bỏ những đồ hóa trang, đi tắm rửa mặt và mặc áo quần của chính họ vào thì con mới nhận ra được họ. Thế Tôn, Thế Tôn nói rất đúng. Ta không thể nhận ra được đức hạnh, trí tuệ và sự chứng đắc của một người nếu ta không có được cơ hội để biết về người ấy một cách chính chắn. Phật mời vua đi bộ về phía tịnh thất của người. Vào đến tịnh thất, Phật bảo thầy A Nan Đà bắt ghế trước sân mời vua ngồi. Sau khi an tọa, vua bạch với Phật: Thế Tôn, con đã 70 tuổi rồi. Con nghĩ là con phải để nhiều thì giờ hơn vào việc tu học của con. Con phải tập ngồi thiền và đi thiền hành nhiều hơn trước. Thế Tôn, công việc triều chính quá bận rộn, nhiều lúc ngồi nghe Phật giảng mà con cũng ngủ gục, con lấy làm xấu hổ quá. Bạch Thế Tôn, con lại có cái tật ăn nhiều. Con nhớ có một buổi trưa ăn no quá, tới chùa con buồn ngủ chi lạ. Con ra ngoài sân tu viện đi thiền hành cho bớt buồn ngủ, mà cũng vẫn buồn ngủ như thường. Hôm đó con vừa đi vừa ngủ gục, đến nỗi gặp Thế Tôn con cũng không thấy, và con đã dấp vào Thế Tôn. Thế Tôn có nhớ việc này không? Phật cười: Tôi có nhớ, đại vương. Đại vương ăn ít thôi thì thân tâm sẽ nhẹ nhàng hơn,
và công việc chính trị cũng như công phu tu tập cũng sẽ có phẩm chất hơn. Nếu muốn thành công trong việc này, đại vương nên nhờ hoàng hậu Malika hay công chúa Vajiri chăm sóc về thực phẩm hàng ngày cho đại vương, về phẩm cũng như về lượng. Vua chắp tay lĩnh giáo. Phật nói: đại vương nên để thêm thì giờ mà lo về sức khỏe và sự tu tập của mình. Bây giờ tuổi đại vương đã cao, nếu không lo tu tập thì đại vương không còn nhiều thì giờ nữa. Đại vương, ví dụ có một người hộ vệ thân tín của đại vương từ phương Đông trở về báo cáo với đại vương là có một hòn núi vĩ đại cao gần bằng mặt trời đang tiến dần từ phương Đông tới, và trên đường đi trái núi ấy nghiền nát tất cả những sinh vật nào nó gặp dưới chân. Đại vương đang lo lắng thì một người thân tín của đại vương từ phương Tây về báo cáo rằng từ phương Tây cũng có một trái núi vĩ đại như thế đang tiến tới. Rồi những người thân tín của đại vương từ phương Bắc và phương Nam cũng về báo cáo là có hai hòn núi vĩ đại từ các phương trời ấy đang từ từ tiến tới phía đại vương. Ngọn núi nào cũng nghiền nát với chân mình tất cả những sinh vật trên đường. Đại vương biết là bốn ngọn núi từ bốn phương đang áp tới và mạng sống của đại vương sẽ không thể kéo dài. Đại vương không còn nhiều thì giờ. Vậy đại vương sẽ làm gì trong tình trạng ấy? Vua ngẫm nghĩ rồi nhìn vào mặt Phật. Bạch Thế Tôn, trẫm nghĩ trong trường hợp ấy thì chỉ có một việc đáng làm mà thôi. Đó là sống những ngày còn lại thật xứng đáng, thật trầm tĩnh, đúng theo chánh pháp. Phật khen: hay lắm, đại vương. Tôi xin nói để đại vương biết, bốn ngọn núi ấy là bốn ngọn núi của sinh, lão, bệnh, tử. Cái già và cái chết của những ngọn núi dây hãm chúng ta và đang từ từ tiến tới. Vua chắp tay: Bạch Thế Tôn, biết được cái già cái chết đang dây quanh và tiến tới, con nghĩ chỉ có một cách là đem những ngày tháng còn lại để sống theo chánh pháp, sống thật trầm tĩnh, làm tất cả những việc thiện nào có thể làm và xây dựng cho các thế hệ tương lai. Vua đứng dậy làm lễ Phật và ra về. Mùa mưa năm nay, các đạo sĩ và bà la môn đủ các giáo phái về xá vệ đông lắm. Các buổi thuyết giảng của họ được tổ chức khắp nơi, và dân chúng thủ đô thỉnh thoảng được mời tới dự những cuộc đàm luận với những vị đại diện của các giáo phái. Những chủ thuyết khác nhau có dịp được trình bày. Trong giới môn đệ của Phật cũng có nhiều vị đi dự những cuộc đàm luận này. Họ về chùa kể cho Phật và các thầy nghe những điều họ nghe và thấy. Họ nói không có vấn đề siêu hình nào mà các vị đạo sĩ lại không đặt ra, và vị nào cũng tự nhận thuyết của mình là đúng, thuyết của kẻ khác là sai. Ban đầu thì họ chỉ tranh luận nhẹ nhàng, nhưng rốt cuộc phần lớn đều nổi nóng, và cuối cùng người ta bắt đầu nói nặng với nhau và lên án nhau bằng những lời lẽ thật cay độc. Phật kể cho môn đệ nghe ngụ ngôn sau đây. Là ngày xưa có một ông vua thật ngộ nghĩnh, ông cho mời những người mù trong xứ đến. Những người mù từ khi mới được sinh ra, vua cho dắt tới một con voi. Vua bảo những người này sờ voi và cho biết con voi như thế nào. Có người sờ chân voi, nói voi giống cái cột nhà. Có người sờ đuôi voi, nói voi giống cái phất trần. Có người sờ tai voi, nói voi giống cái rổ. Có người sờ ngà voi, nói voi giống như một cái cọc. Có người sờ bụng voi, nói voi giống cái bồ chứ thóc. Có người sờ đầu voi, nói voi giống như cái lu nước. Ngồi lại với nhau, những người mù này không ai đồng ý với ai về hình thù của con voi. Họ cãi nhau kịch liệt. Ông vua thấy thế rất lấy làm thích thú. Và Phật nói: các vị, những gì quý vị thấy và nghe chỉ là một phần của sự thật. Nếu ta cho đó là toàn thể sự thật, tức là ta bóp méo sự thật. Người tu học phải có tâm khiêm nhượng, biết rằng cái thấy, cái hiểu của mình còn nhỏ bé, và mình cần phải nỗ lực học hỏi và thực tập tinh tiến thêm mãi. Người tu học phải có tâm cởi mở,
biết rằng nếu cố chấp vào tri kiến hiện tại, cho đó là chân lý tuyệt đối, thì mình sẽ bị kẹt và đánh mất cơ hội tiếp xúc với chân lý của thực tại mầu nhiệm. Khiêm nhượng và cởi mở là hai điều kiện thiết yếu của sự tiến thủ. Chương 67. Nước biển chỉ có vị mặn. Mùa an cư năm ấy hoàn mãn, nhiều vị đại đức lên từ giả Phật để đi hoằng hóa ở các địa phương. Đại đức Phú Lâu Na vốn là một trong những vị giảng sư nổi tiếng của giáo đoàn khất sĩ, trình với Phật là đại đức có ý về quê để hành đạo. Sinh quán của đại đức là đảo Sunabaranta ở ngoài khơi biển Đông. Phật hỏi: Tôi nghe nói vùng đó là một vùng chưa được khai hóa, những giống dân cư trú tại đó tính tình hung dữ và các vụ bạo động thường xảy ra luôn. Không biết là thầy vị đó hành đạo có tiện hay không? Đại đức Phú Lâu Na bạch: Lạy Phật, chính vì họ chưa được khai hóa cho nên chúng ta phải tới để giúp họ. Chính vì họ hung dữ và bạo động cho nên chúng ta phải đem đạo từ bi và phép hành xử bất bạo động đến. Con nghĩ là con có thể thành công ở đó được. Phú Lâu Na: Nếu thầy đang thuyết pháp mà họ cứ tới la ó và chửi mắng vào mặt thầy thì thầy tính sao? Lạy Phật, con nghĩ la ó và chửi mắng cũng chưa lấy gì làm dữ lắm. Họ cũng còn chưa liện đá và đồ dơ vào con. Nhưng nếu họ liện đá và đồ dơ vào thầy? Lạy Phật, liện đá và đồ dơ cũng chưa lấy gì làm dữ lắm. Họ cũng còn chưa lấy gậy đánh vào con. Nhưng nếu lỡ họ lấy gậy đánh vào thầy? Đại đức Phú Lâu Na cười: Lạy Phật, như vậy họ cũng còn hiền lắm, họ vẫn chưa giết con. Nhưng lỡ họ giết thầy? Điều này không xảy ra đâu, bạch Thế Tôn. Mà dù nó có xảy ra đi nữa thì chết vì đạo lý từ bi và bất bạo động vẫn còn là một cái chết có ý nghĩa, có thể giáo dục người ta được. Lạy Phật, người ta sống trên đời ai cũng phải có một lần chết. Nếu cần chết vì lý tưởng từ bi và bất bạo động, con sẽ không từ nan. Phật khen: Hay lắm, Phú Lâu Na. Thầy có dư sức đi hành hóa tại xứ Sunabaranta. Tôi hỏi để các thầy khác cũng được nghe mà thôi. Chứ riêng tôi không nghi ngờ gì về khả năng và lập trường bất bạo động của thầy hết. Đại đức Phú Lâu Na ngày xưa vốn là thương gia. Hồi ấy Phú Lâu Na thường cùng với người em rể đi buôn, bổ hàng từ xá vệ đem về Sunabaranta và chở những sản phẩm địa phương tại quê nhà đem bán ở lục địa. Họ dùng ghe thuyền và xe bò để chuyên chở hàng hóa. Một hôm chở hàng tới xá vệ, Phú Lâu Na được trông thấy một đoàn khất sĩ đang trang nghiêm đi khất thực. Do đó, Phú Lâu Na đã tìm tới được tu viện Kỳ Viên và đã được nghe Phật thuyết pháp. Nghe xong bài thuyết pháp, Phú Lâu Na không muốn đi buôn nữa. Ông muốn theo Phật để làm khất sĩ. Ông giao hết tất cả hàng hóa tiền bạc cho người em rể và tới chùa xin Phật cho phép xuất gia. Đại đức Phú Lâu Na rất thông minh, đại đức tu học rất tinh tiến và đã trở nên một vị giảng sư xuất sắc. Đại đức đã từng đi hành hóa nhiều nơi trong các vương quốc Câu Tác La và Ma Kiệt Đà. Ai cũng nghĩ rằng kinh nghiệm và đạo hạnh của đại đức đủ bảo đảm cho sự thành công của đại đức tại quê nhà. Mùa xuân năm sau, trong chuyến đi về miền Đông, Phật đã ghé Tỳ Xá Ly, Chim Bà và theo dòng sông đi ra tới miền biển để giáo hóa. Phật và các vị khất sĩ đã có những dịp đang ngồi rất lâu trên bờ biển. Một lần kia, Đại Đức A Nan Đà nói với Phật: Bạch Thế Tôn, nghe tiếng sóng vỗ, nhìn các đợt sóng, chấm dứt mọi suy tư, theo dõi hơi thở và an trú trong hiện tại, con thấy thân tâm thật là thoải mái và đại dương như giúp con đổi mới trong từng giây từng phút. Phật gật đầu:
Có một hôm nọ đứng nói chuyện với ngư dân ven biển, Đại Đức A Nan Đà hỏi các ngư dân này nghĩ gì về biển cả. Một người đàn ông cao lớn, nước da sạm nắng, dáng người rất đẹp nói với thầy: Biển có những đặc tính rất lớn và tôi yêu biển vì những đặc tính ấy. Đặc tính thứ nhất là biển có những bãi cát thoi thoải đưa ta đi từ từ xuống nước, khiến cho việc thả thuyền và kéo lưới trở nên rất dễ dàng. Đặc điểm thứ hai là biển luôn luôn ở tại chỗ, biển không bao giờ dời chỗ. Mình muốn ra biển thì mình biết hướng nào mà tìm đi. Đặc điểm thứ ba là biển không chấp nhận thay chết. Khi có thay chết, biển luôn luôn đẩy nó lên bãi. Đặc điểm thứ tư là biển chấp nhận nước của tất cả các dòng sông, dù đó là sông Hằng, sông Yamuna, sông Asiravati, sông Sarabu hay sông Mahi. Sông nào ra tới biển thì cũng bỏ tên riêng của mình để mang tên biển cả. Đặc điểm thứ năm là tuy ngày đêm muôn sông liên tiếp đổ nước về biển, biển cũng không vì vậy mà có khi dơi khi đầy. Đặc điểm thứ sáu là nước biển ở đâu cũng mặn. Đặc điểm thứ bảy là trong lòng biển có biết bao nhiêu thứ san hô, xà cừ và ngọc quý. Đặc điểm thứ tám là biển làm chỗ dung thân cho hàng triệu loài sinh vật, trong đó có những loài rất lớn dài hàng trăm do tuần và những loài nhỏ bé như cây kim hoặc hạt bụi. Thưa các thầy, tôi chỉ nói có chừng đó, các thầy cũng thấy tôi rất yêu biển đến chừng nào. A Nan Đà nhìn kỹ bác ngư dân, bác này làm nghề chài lưới mà nói năng như là một thi sĩ. Thầy hướng về phía Phật: Thế Tôn, bác ngư dân này ca tụng biển rất hay. Thế Tôn, bác ngư dân yêu biển thế nào thì con cũng yêu đạo pháp giác ngộ như thế. Con thấy đạo pháp của Thế Tôn có rất nhiều đặc tính tuyệt vời. Đạo pháp này cũng bao la như biển cả. Mong Thế Tôn dạy cho chúng con. Phật mỉm cười, người đưa tay chỉ gần đá: Chúng ta hãy tới ngồi trên những tảng đá kia. Tôi sẽ nói cho các vị nghe về những đặc tính của đạo pháp giác ngộ. Mọi người theo Phật lên ngồi trên gành đá, các bác ngư dân cũng được mời theo. Khi mọi người đã an tọa quanh Phật, Phật cất tiếng: Này các vị, bác ngư dân vừa nói tới 8 điều đáng yêu của biển, tôi cũng sẽ nói tới 8 điều đáng yêu của chánh pháp. Thứ nhất, nếu biển có những bờ cát thoi thoải, có thể đưa ta đi từ từ xuống nước, khiến cho việc thả thuyền và kéo lưới trở nên dễ dàng, thì chánh pháp cũng vậy. Trong đạo pháp này, mọi người có thể đi từ dễ tới khó, từ thấp tới cao, từ cạn tới sâu. Chánh pháp mở rộng cho tất cả mọi người, thuộc đủ loại căn tính. Ai cũng có thể đi vào chánh pháp được cả, dù là em bé, người già, người trí thức, kẻ thiếu học. Tất cả đều tìm thấy pháp môn tu học thích hợp với mình trong đạo pháp này. Thứ hai, nếu biển luôn luôn ở tại chỗ mà không dời đi nơi khác, không cuốn phăng đi xóm làng và thành thị, thì các chánh pháp cũng thế. Những nguyên tắc của chánh pháp luôn luôn không thay đổi, và giới luật của người thọ trì chánh pháp đã được quy định rõ ràng. Ở đâu có sự học hỏi và thực hành đúng theo những nguyên tắc ấy và những giới luật ấy là ở đó có chánh pháp, không thể nào sai chạy được. Thứ ba, nếu biển không bao giờ dung túng một thây chết trong lòng nó thì chánh pháp cũng vậy. Chánh pháp không dung túng được vô minh, biến lười và hành động phạm giới. Một người không tu trong một đại chúng có tu không thể nào cư trú lâu dài được. Người đó sớm muộn gì cũng phải bị đẩy ra khỏi đoàn thể và giáo pháp. Thứ tư, nếu biển chấp nhận nước của tất cả các dòng sông, không phân biệt kỳ thị, thì chánh pháp cũng thế. Từ giai cấp nào trong 4 giai cấp xã hội, người ta cũng được đón tiếp một cách bình đẳng vào trong đạo pháp này. Cũng như khi nước các dòng sông chảy ra biển, chúng bỏ lại sau lưng mình tên của dòng sông và bắt đầu lấy tên biển cả. Những người đi vào trong đạo pháp của tôi không còn mang theo giai cấp, dòng dõi và địa vị xã hội của họ, tất cả được gọi chung là người khất sĩ. Thứ năm,
Nếu biển không dơi cũng không đầy thêm, dù đêm ngày muôn sông vẫn tiếp tục chảy về, thì chánh pháp cũng vậy. Chánh pháp là chánh pháp, không phải vì có nhiều người đi theo mà mới là chánh pháp, không phải là vì ít người đi theo mà đạo pháp không phải là chánh pháp. Sự thịnh suy không đánh giá được chân lý của đạo pháp này. Thứ sáu, nếu nước biển ở đâu cũng chỉ có một vị là vị mặn, thì chánh pháp cũng thế. Dù giáo pháp được trình bày ra nhiều cách, dù có hàng ngàn hàng vạn pháp môn, thì chánh pháp cũng chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Không có công năng giải thoát thì đó không phải là chánh pháp. Thứ bảy, nếu trong lòng biển có vô số các loại san hô, xà cừ và cọc quý, thì chánh pháp cũng thế. Trong đạo pháp ta có nhiều pháp môn vi diệu và quý báu như tứ diệu đế, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lục, thất bồ đề và bát chánh đạo. Thứ tám, nếu biển là chỗ dung thân thoải mái cho hàng triệu loài sinh vật, trong đó có những loài vật nhỏ như hạt cát và dài lớn đến hàng trăm do tuần, thì chánh pháp cũng thế. Trong đạo pháp ta, một em bé hay một người ít học vẫn có thể có cơ hội để tu học thoải mái. Trong đạo pháp ta, những bậc đại nhân có kích thước lớn như những vị Bồ Tát có thể có cơ hội tu học và hoằng hóa trong một môi trường thênh thang. Trong đạo pháp ta cũng có vô số các vị đã chứng đạt quả vị nhập lưu, nhất hoàng, bất hoàng và A-la-hán. Này quý vị, biển cả là một nguồn cảm hứng, là một kho tàng vô tận. Chánh pháp cũng thế. Chánh pháp là một nguồn cảm hứng, là một kho tàng vô tận. Đại đức A Nan Đà chắp tay nhìn Phật. Thế Tôn, người là một vị đạo sư, nhưng người cũng là một thi sĩ nữa. Chương 68. Ba cánh cửa nhiệm màu. Rời miền biển, Phật trở về Hoa Thị, ghé Tỳ Xá Ly và đi lên hướng Tây Bắc, quê hương của người. Khi tới Samagama, thuộc nội địa Vương quốc Thích Ca, Phật nghe nói vị giáo chủ của giáo phái Nigantha là Nathabutra đã qua đời, và giáo đoàn của du sĩ Nigantha đã bị chia rẽ trầm trọng làm hai cánh. Hai bên chống đối nhau rất kịch liệt về mặt giáo lý cũng như về mặt tổ chức, khiến cho giới đệ tử tại gia của họ rất đau khổ, không biết theo ai. Chú Saji Kunda, thị giả của Đại đức Xá Lợi Phất, đã tới gặp Đại đức A Nan Đà và kể lại những chuyện trên. Vì trong khi an cư ở Ba Ba, chú đã nghe hết mọi chi tiết. Thầy A Nan Đà liền đem câu chuyện chia rẽ của giáo phái Nigantha bạch lên Phật. Thầy nói giọng rầu rầu: Lạy Phật, con mong sau khi người diệt độ sẽ không có sự chia rẽ trong hàng ngũ giáo đoàn khất sĩ như thế. Con không ưa sự chia rẽ và tranh chấp một chút nào hết. Phật vỗ vai A Nan Đà: Này A Nan Đà, thầy có thấy các vị khất sĩ trong giáo đoàn ta tranh chấp và cãi vã nhau về nội dung các pháp môn như tứ niệm xứ, tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề và bát chánh đạo không? Lạy Phật, con chưa thấy có hai vị khất sĩ nào tranh chấp và cãi cọ về nội dung giáo lý. Nhưng con nghĩ khi Phật còn tại thế, nhờ đức của Phật ai cũng nương tựa vào Phật, nghe lời Phật và tu học yên ổn không có vấn đề gì. Nhưng một khi Phật trăm tuổi, họ có thể bắt đầu tranh chấp với nhau về giới luật và về cách thức sinh hoạt hoằng hóa. Nếu điều này xảy ra thì nhiều người sẽ buồn lắm và sẽ mất tin tưởng ở đạo pháp. Phật an ủi A Nan Đà: Đừng lo ngại A Nan Đà, chừng nào mà có sự tranh chấp và cãi cọ trong giáo đoàn về nội dung giáo lý, về các pháp môn tu tập như tứ niệm xứ, tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát chánh đạo, thì lúc đó ta mới nên e ngại. Còn những tranh chấp về tổ chức,
về giới luật và về lề lối sinh hoạt, tuy có thể xảy ra, nhưng cũng không đáng ngại đâu. Tuy được Phật trấn an, Đại Đức A Nan Đà vẫn không tươi tỉnh lắm. Thầy mới nghe tin là tại Tỳ Xá Ly, Đại Đức Sunat Khata ngày xưa từng làm thị giả cho Phật, nay đã rời bỏ giáo đoàn khất sĩ vì những bất mãn riêng tư. Thầy ấy đã bắt đầu tổ chức những cuộc diễn giảng chống lại Phật và giáo đoàn. Đi tới đâu, Sunat Khata cũng nói: Sa môn Cồ Đàm cũng chỉ là người thường thôi, không có gì đặc biệt hơn ai. Và giáo pháp của Sa môn Cồ Đàm chỉ đem tới sự giải thoát cá nhân, chẳng có ích lợi gì cho xã hội. Sunat Khata đã bắt đầu gây hoang mang trong quần chúng. Điều này chính Đại Đức Xá Lợi Phất cũng đã biết. Đại Đức còn biết rằng mầm chia rẽ đã manh nha trong giáo đoàn ở thủ đô Dương Xá. Một nhóm các vị khất sĩ tại Dương Xá, trong đó có Đại Đức Đề Bà Đạt Đa, đang âm thầm tổ chức một giáo đoàn khất sĩ độc lập với giáo đoàn của Phật. Cộng tác với thầy Đề Bà Đạt Đa có nhiều thầy cũng thuộc hạng giỏi như các đại đức Kukalita, Katamoraka Thissa, Khanda Diviputra và Samut Dadatta. Thầy Đề Bà Đạt Đa vốn là một trong những người đệ tử lớn, thông minh và tài giỏi nhất của Phật. Chính sư huynh Xá Lợi Phất đã từng khen ngợi Đại Đức Đề Bà Đạt Đa ngay giữa các đám đông ở các buổi họp trong vùng Dương Xá. Đã có lúc Đại Đức Xá Lợi Phất tiếp xử với Đại Đức Đề Bà Đạt Đa như một người bạn tri kỷ. Vậy mà không biết vì lý do nào, Đề Bà Đạt Đa gần đây đã nảy ý ganh ghét ngay cả với Phật. Thầy A Nan Đà không biết là đã có ai trình lên Phật các vụ này chưa. Riêng thầy, thầy rất ngại phải nói để Phật nghe những chuyện đau buồn như thế. Mùa mưa năm sau, Phật lại về Xá Vệ và an cư tại vườn Cấp Cô Độc. Đầu mùa an cư, người giảng kinh Pháp Ấn. Hôm đó, tại giảng đường Kỳ Thọ, Phật nói: Có Pháp Ấn màu nhiệm, quý vị có biết không? Hôm nay, tôi muốn nói cho quý vị nghe về Pháp Ấn ấy. Quý vị hãy tháo bỏ mọi tri kiến, để cho tâm hồn thanh tịnh thì mới nghe hiểu và tiếp nhận được. Các vị khất sĩ, Pháp Ấn là con dấu chứng thực tính cách chân xác của chánh pháp. Có ba con dấu tất cả. Bất cứ một giáo lý nào, một pháp môn nào mà không có dấu vết của ba con dấu ấy thì không phải là giáo lý của tôi nói. Ba con dấu ấy là không, vô tướng và vô nguyện. Ba con dấu ấy cũng là ba cánh cửa để đi vào thế giới của giải thoát. Vì vậy, Pháp Ấn cũng được gọi là ba cánh cửa giải thoát hay tam giải thoát môn. Các vị khất sĩ, con dấu thứ nhất là không. Không ở đây có nghĩa là rỗng không, không có tự ngã riêng biệt. Không ở đây không có nghĩa là không đối với có. Như các vị đã biết, chấp có và chấp không là hai kiến chấp sai lầm. Vậy không ở đây có nghĩa là không có một tự ngã riêng biệt, không có một sự tồn tại riêng biệt. Vạn pháp nương vào nhau mà có mặt, không có pháp nào có thể phát sinh và tồn tại một cách độc lập. Các pháp sinh khởi và tồn tại trong liên hệ nhân duyên chẳng chịt. Cái này có vì cái kia có, cái này không vì cái kia không, cái này sinh vì cái kia sinh, cái này diệt vì cái kia diệt. Do đó, bản chất của không là duyên khởi. Này các vị phải tập nhìn vạn pháp trong liên hệ nhân duyên của chúng để thấy được rằng trong một pháp có mặt tất cả vạn pháp, để thấy rằng trong cái một có cái tất cả, và ngoài cái một, cái tất cả không thể nào tồn tại. Quán chiếu 18 giới là 6 căn, 6 trần và 6 thức.
quán chiếu năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Các vị sẽ thấy được rằng không có giới nào, cũng như không có uẩn nào có tự thể riêng biệt, rằng tất cả đều nương vào nhau mà đứng. Thấy được như thế thì thấy được tính không của vạn pháp. Thấy được tính không ấy rồi thì các vị không còn ước muốn theo đuổi hoặc trốn chạy bất cứ một pháp nào nữa, và các vị sẽ đồng thời vượt thoát những tham đắm, phân biệt hoặc kỳ thị đối với tất cả các pháp. Quán chiếu về tính không tức là mở ra một cánh cửa để đi vào thế giới của tự do. Vì vậy, không là cánh cửa giải thoát thứ nhất. Các vị khất sĩ, con dấu thứ hai là vô tướng. Vô tướng tức là vượt thoát những khuôn khổ của tri giác và của nhận thức phân biệt. Vì không thấy được tự tính duyên khởi của các pháp, vì không chứng đắc được tính không của các pháp, cho nên người đời thường nhìn các pháp như những hiện tượng riêng biệt, độc lập. Cái này tồn tại ngoài cái kia. Cái này có mặt độc lập với tất cả các cái kia. Nhìn các pháp như thế cũng giống như là lấy thanh gươm của nhận thức phân biệt để chặt thực tại ra từng mảnh nhỏ rời rạc. Và như thế là không thấy được tự thân của thực tại. Này các vị, vạn pháp tùy thuộc vào nhau. Cái này có trong cái kia, cái này lồng trong cái kia. Trong một cái có tất cả mọi cái. Đó là ý nghĩa hai tiếng tương nhập và tương tức. Tương nhập là đi vào trong nhau, tương tức là nhau. Cái này đi vào trong cái kia đi vào trong cái này. Cái này là cái kia là cái này. Quán chiếu như thế các vị sẽ thấy rằng tri giác của chúng ta đầy dẫy sai lầm. Con mắt của cảm giác không thấy được vạn hữu rõ ràng và chính xác bằng con mắt quán chiếu của trí tuệ. Có khi nhìn sợi dây, con mắt của cảm giác và của tri giác có thể nhận lầm là con rắn. Nhưng với con mắt của quán chiếu, tự thân của sợi dây được hiển lộ rõ ràng và hình bóng con rắn sẽ tự nhiên tiêu diệt. Các vị khất sĩ, các tướng trạng như có, không, sinh, diệt, một, nhiều, còn, mất, tới, đi, dơ, sạch, thêm, bớt, đều là những tướng trạng mà tri giác và nhận thức phân biệt úp chụp vào thực tại. Đối với đệ nhất nghĩa đế thì tự thân thực tại không bị giam nhốt trong những phạm trù phân biệt đó, không bị khuôn khổ trong các tướng trạng đó của nhận thức phân biệt. Vì vậy cho nên vạn pháp được gọi là vô tướng. Quán chiếu để làm tan rã những ý niệm có không, sinh diệt, một nhiều, còn mất, tới đi, dơ sạch, thêm bớt, các vị sẽ đạt tới giải thoát vô tướng. Vì vậy là cánh cửa mầu nhiệm thứ hai mở ra để ta đi vào thế giới của tự do. Vô tướng là cánh cửa giải thoát thứ hai. Các vị khất sĩ, con dấu thứ ba là vô tác hay là vô nguyện. Vô nguyện là không đuổi theo bất cứ một cái gì. Tại sao thế? Thôi thường người ta hay muốn trốn chạy khỏi một pháp để đuổi theo một pháp khác. Người đời ưa trốn chạy sự nghèo khổ để đuổi theo sự giàu sang. Người tu đạo ưa trốn chạy sinh tử để đuổi theo giải thoát. Nhưng nếu các pháp có mặt trong nhau, nếu các pháp là nhau, thì ta còn cần trốn chạy pháp nào và đuổi theo pháp nào? Trong sinh tử đã có niết bàn, trong niết bàn đã có sinh tử. Niết bàn và sinh tử không phải là hai thực thể riêng biệt. Vậy thì ruồng bỏ sinh tử để chạy theo niết bàn tức là chưa chứng nhập được thể tính duyên sinh của vạn pháp.
chưa chứng nhập được tự tính không và vô tướng của vạn pháp, quán chiếu vô nguyện là để chấm dứt ngay sự tìm cầu và theo đuổi. Giải thoát và giác ngộ không phải là những pháp có mặt ở ngoài ta. Chỉ cần mở mắt ra để chiêm nghiệm thì ta thấy được ta chính là bản thân của giải thoát và giác ngộ. Tất cả các pháp, tất cả chúng sinh đều có sẵn tự tính giác ngộ tròn đầy trong tự thân mình. Các vị đừng đi tìm tự tính ấy ở bên ngoài. Nếu biết soi ánh sáng quán chiếu vào tự thân, tự khắc các vị thực hiện được giác ngộ. Các vị khất sĩ, tất cả các pháp trong vũ trụ không pháp nào tồn tại độc lập ngoài nhận thức của các vị, trong đó kể cả niết bàn, trong đó kể cả giải thoát. Các vị không cần đi tìm cầu những thứ ấy ở đâu nữa. Các vị nên nhớ rằng đối tượng nhận thức không tồn tại độc lập với nhận thức, không đuổi theo một pháp nào, kể cả phạm thiên, niết bàn và giải thoát. Đó là ý nghĩa của vô nguyện. Các vị đã là cái các vị đang đi tìm. Vô nguyện do đó là cánh cửa mầu nhiệm thứ ba mở ra để ta đi vào thế giới của tự do. Vô nguyện là cánh cửa giải thoát thứ ba vậy. Các vị khất sĩ, đó là giáo lý pháp ấn, đó là pháp môn ba cánh cửa giải thoát. Tam giải thoát môn là pháp môn rất di diệu, rất mầu nhiệm. Các vị nên hết lòng học hỏi và thực tập. Tu tập theo pháp này, chắc chắn quý vị sẽ đạt tới tri kiến thanh tịnh và thực hiện được giải thoát. Phật nói xong kinh pháp ấn, Đại Đức Xá Lợi Phất đứng dậy đảnh lễ. Đại chúng thấy thế đều đứng dậy và lạy xuống để tạ ơn Thế Tôn. Đại Đức Xá Lợi Phất tuyên bố với đại chúng là ngày hôm sau sẽ có một buổi trùng tuyên và học hỏi về kinh này. Đại Đức nói đây là một kinh thâm diệu vô cùng, phải đem hết sinh mạng và tâm trí ra mà học hỏi và thực tập mới mong có thể hiểu được. Đại Đức Cát Tường thấy kinh này có liên hệ tới kinh Không mà Phật đã dạy năm ngoái. Phật đã hướng dẫn các đệ tử của người từ những giáo lý đơn giản đến những giáo lý càng ngày càng huyền nhiệm. Thầy thấy các vị trưởng thượng như Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Phú Lâu Na, Mục Kiền Liên, ai nấy đều tỏ vẻ sung sướng cực kỳ khi được nghe kinh này. Thầy nhớ năm ngoái, khi Phật giảng xong kinh Không, thầy Xá Lợi Phất cũng đã lên lạy Phật, và tất cả các vị trưởng thượng trong giáo đoàn cũng đã lên bắt chước Đại Đức Xá Lợi Phất. Tình thầy trò thật rất thấm thiết. Chiều ngày hôm sau, các đại đức Yamelu và Tekula đến tìm Phật ở tịnh thất của người. Hai đại đức này đều xuất thân từ dòng dõi Bà La Môn, đó là hai anh em ruột. Họ nổi tiếng là lão thông văn chương, cú pháp và nhất là cổ ngữ. Giọng phúng tụng và sướng tán của họ rất thanh tao, trông như tiếng chuông và hùng mạnh như tiếng trống. Gặp Phật, hai đại đức lạy xuống, Phật mời họ ngồi. Đại đức Yamelu nói: Thế Tôn, chúng con muốn xin phép Thế Tôn để trình bày về vấn đề chuyển ngữ trong công cuộc hoằn pháp. Bạch Thế Tôn, trong khi Thế Tôn thuyết pháp, người thường dùng ngôn ngữ Magadhi, ở Ma Kiệt Đà hay ở Câu Tát La cũng vậy. Nhưng trong giới khất sĩ có nhiều vị không sử dụng được tiếng Magadhi, và ở những miền họ hành đạo, dân chúng cũng không biết tiếng Magadhi. Vì vậy pháp âm của người đã được chuyển dịch thành rất nhiều thứ tiếng của nhiều giống dân khác nhau. Thời chưa xuất gia, chúng con đã may mắn học được rất nhiều sinh ngữ, và chúng con nhận xét rằng ở nhiều nơi người ta đã làm sai lệch và méo mó pháp âm di diệu của người bằng cách diễn dịch pháp âm ấy thành nhiều thổ ngữ. Chúng con xin Phật cho phép chúng con đem tất cả các kinh giáo của người viết thành ngôn ngữ Sanskrit cổ điển,
Nếu các vị khất sĩ bốn phương đều học thuộc pháp âm người qua cổ ngữ ấy, thì chắc chắn chúng ta tránh được cái nạn là méo mó và sai lệch tiếng nói của Phật. Phật im lặng một lát, rồi ngẩng lên nhìn hai vị đại đức. Các vị làm như vậy không tiện. Đạo pháp là một thực thể linh động. Ngôn ngữ để chuyên chở giáo pháp phải là những sinh ngữ đang được sử dụng. Tôi không muốn giáo lý của chúng ta được trình bày bằng một cổ ngữ. Trừ những người trí thức, ít ai hiểu và cảm được giáo lý qua một cổ ngữ. Các thầy Yamalu và Taikula, tôi muốn nói rõ với quý vị là các giới môn đệ của tôi, xuất gia cũng như tại gia, đều phải học hỏi và thực tập giáo pháp bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình. Như vậy giáo pháp mới linh động và dễ hiểu. Giáo pháp phải được thích ứng với đời sống hiện tại và phải được trình bày như thế nào để thích hợp và dễ hiểu với văn hóa địa phương. Hiểu được ý Phật, hai đại đức Yamalu và Taikula đảnh lễ người và rút lui. Chương 69: Chim cút và chim ưng. Tuy chưa bị Phật gọi riêng để quở trách lần nào, thầy Cát Tường vẫn biết rằng mình còn có rất nhiều khiếm khuyết trong nếp sống phạm hạnh, và thầy cũng biết rằng Phật thấy hết những khiếm khuyết ấy. Nếu Phật không rầy hoặc chưa rầy, có lẽ là vì Phật thấy thầy có để tâm hộ trì sáu căn. Tuy sự hộ trì này chưa được nghiêm mật, mỗi lần thấy vị khất sĩ hay nữ khất sĩ nào bị quở trách, Cát Tường thường xem như chính mình bị quở trách. Vì vậy thầy có nhiều cơ hội để tập thúc liễm thân tâm, nhất là mỗi khi thầy La Hầu La được Phật gọi lại giáo hóa, là thầy Cát Tường xem như là chính mình được Phật gọi. Thầy La Hầu La đã bước những bước thật vững chãi trên con đường tiến tu phạm hạnh, và điều này là một trợ duyên cho sự tu học của thầy Cát Tường. Có một lần, thầy Cát Tường ngồi tâm sự với thầy La Hầu La trong một cụm rừng về sự may mắn được xuất gia theo Phật của mình. Thầy nói, thầy đã được nếm hương vị tịnh lạc và giải thoát rồi, thì không còn thấy nếp sống ngoài thế gian là vui thích nữa. Thầy La Hầu La bảo, tuy vậy mình không nên vội quá tin nơi mình. Công trình hộ trì sáu căn là công trình căn bản của nếp sống phạm hạnh, và ngay các vị lớn trong giáo đoàn khất sĩ cũng vẫn không dám khinh thường công phu thực tập này. Rồi thầy kể cho thầy Cát Tường nghe về thầy Vandisa. Thầy Vandisa nổi tiếng là một vị khất sĩ vừa có biện tài vừa có khiếu văn chương. Thầy đích thực là một thi sĩ. Thầy đã làm nhiều bài thi kệ ca ngợi Phật, Pháp và Tăng. Thầy đã từng đọc thơ của thầy cho Phật nghe, và Phật đã ngỏ lời khen ngợi. Hồi mới xuất gia, thầy Vandisa được theo học với thầy Digo Dakappa và y chí nơi thầy. Hai thầy trò cư trú tại đền Agalava, miền ngoại ô thành Xá Vệ. Sau đó trưởng lão Digo Dakappa tịch, thầy được về tu viện cấp cô độc. Một hôm đi khất thực với thầy Ananda, thầy Vandisa thú thật với thầy Ananda rằng tâm thầy không được an tịnh, và thầy khẩn cầu thầy Ananda hóa giải dùm. Hỏi ra, thầy Ananda biết được rằng tâm của thầy Vandisa còn đang xao xuyến vì nhan sắc của một số các vị tiểu thư thường đến cúng dường tại tu viện. Thầy Ananda hiểu rằng thầy Vandisa là một nghệ sĩ, tâm hồn dễ rung động bởi những cái đẹp, và vì vậy đã lấy cái đẹp của chính pháp và của giác ngộ để giúp thầy Vandisa vượt thoát cái đẹp mong manh, vô thường và có thể gây tai họa của nữ sắc. Thầy đã dạy thầy Vandisa chiếu rọi ánh sáng vào đối tượng quán niệm để thấy tính cách bất tịnh và chống tàn hoại của các pháp. Thầy Vandisa đã thực tập theo lời giáo huấn của thầy Ananda, đã thực tập hộ trì sáu căn và đã làm một bài thi kệ tự tính mà nhiều thầy biết đến. Bài kệ ấy như sau: đã khoác áo cà sa, tham dục còn đuổi theo, như trâu nhớ lúa người, quả thật là hổ thẹn. Có
con của nhà đại tướng, tài giỏi nghề cung tên, ngàn người bắn tứ phía vẫn phá được vòng vây. Nay giai nhân có đến đông hơn là quân tràn, an trú nơi chánh pháp, ta quyết cũng không sợ. Ta đã theo Thế Tôn của dòng họ Mặt Trời, trên đường về thông dong, tình ta đã trọn gửi. Do hộ trì sáu căn, ta ung dung tiến bước, não phiền dù vô lượng, nào lay chuyển được ta. Thầy Vanghisa là người thông minh và tài giỏi, vì vậy đã có lần vướng vào tâm trạng tự hào và âm thầm có ý khinh miệt một số thầy khác. Nhưng may mắn thay, nhờ tu tập chánh niệm, thầy đã thấy được niềm kiêu mạn khởi ra trong tâm thầy, và thầy bất giác cảm thấy hổ thẹn. Thầy đã làm ra bài kệ sau đây để tự tính: đệ tử Cồ Đàm, hãy đoạn trừ kiêu mạn. Con đường kiêu mạn này chỉ đưa về khổ thú. Kẻ kiêu mạn ngấm ngầm cũng đi về địa ngục, huống chi là những kẻ dên giáo nhìn cuộc đời. Học đạo thấy đường ngay, tâm hồn được an lạc, niềm vui đó rất cao, ta phải mong đạt tới. Hãy tập phép chánh niệm để đạt phép tam minh, kiêu mạn đoạn trừ xong mới thành công thực sự. Nhờ có cảnh giác cao cho nên thầy Vanghisa đã vượt được rất nhiều chướng ngại và đã bước những bước thật lớn trên con đường chuyển hóa. Thầy đã đạt tới quả vị bất sinh và điều này đã được trưởng lão Xá Lợi Phất xác nhận. Ngày tâm tư bừng nở, thầy Vanghisa đã làm một bài thi kệ để tỏ lòng biết ơn Phật. Bài thi kệ ấy như sau: ngày xưa say thơ mộng, ta phiêu bồng khắp nơi, cảnh chợ rồi cảnh quê, cuối cùng gặp được Phật. Thế Tôn đã thương xót, dạy cho ta phép màu, nghe xong khởi niềm tin, khoác áo người khất sĩ. An trú trong chánh pháp, kiên cố ta một lòng, nay chứng được tam minh, đền ơn bậc tỉnh thức. Hạt giống của Mặt Trời Thế Tôn đã gieo rắc, vì chúng sanh u tối, người khai mở lối ra. Bốn sự thật nhiệm màu, con đường tám nẻo chánh, an lạc và tự do, nghĩa lời cùng di diệu. Phạm hạnh đã cao siêu, độ sinh càng khéo léo, niết bàn cứu muôn loài, ơn sâu người chỉ dạy. Thầy Xá Lợi Phất trong một buổi giảng dạy cho các vị khất sĩ trẻ có đem trường hợp của thầy Vanghisa ra để làm gương. Thầy bảo thầy Vanghisa trong bước đầu tu học cũng đã từng có những tình cảm và những tâm trạng yếu đuối, nhưng sau đó nhờ tu học tinh chuyên đã vượt thắng được mọi phiền não và chứng ngộ được diệu pháp. Biết vậy, người tu không nên có mặc cảm, dù là mặc cảm tự tôn hay là mặc cảm tự ti. Tu tập chánh niệm, ta sẽ ý thức được những gì đang xảy ra trong nội tâm, và ta sẽ không bị lôi cuốn theo những gì đang xảy ra. Hộ trì sáu căn, vì vậy là phương pháp rất mầu nhiệm để vững tiến trên đường đạo. Nghe thầy La Hầu La kể về thầy Vanghisa, thầy Cát Tường hình dung lại được vị khất sĩ tài hoa này. Tuy thầy đã từng được gặp thầy Vanghisa, nhưng chưa bao giờ có dịp trò chuyện. Thầy định bụng hôm nào sẽ đến xin làm quen và học hỏi kinh nghiệm tu đạo của thầy Vanghisa. Thầy nhớ có một hôm Phật dùng hình ảnh về biển cả để dạy đại chúng về công phu hộ trì sáu căn. Người nói: lầy các vị khất sĩ, mắt là một đại dương sâu, trong ấy có đầy những loài thị quái, có đầy những con nước xoáy và những đợt sóng ngầm rất nguy hiểm. Nếu không đi trong chánh niệm, chiếc thuyền của quý vị sẽ bị những loài thủy quái
Những con nước xoáy và những đợt sóng ngầm ấy làm cho đắm chìm trong biển sắc. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý của quý vị cũng là những đại dương sâu, trong ấy có đầy những loài thủy quái. Nhớ tới những lời dạy ấy của Phật, thầy Cát Tường thấy sâu sắc vô cùng. Quả thật sáu giác quan của thầy là những đại dương sâu, và những đợt sóng ngầm có thể nổi dậy bất cứ lúc nào và làm cho thầy chìm đắm. Thầy La Hầu La nói rất phải, thầy rất không nên khinh thường và phải thực tập rất nghiêm chỉnh lời Phật dạy. Câu chuyện về con chim cút mà Phật kể cho các thầy khất sĩ trẻ nghe trước túp lều của người tại tu viện Kỳ Viên là một câu chuyện thật dễ nhớ. Câu chuyện này cũng có mục đích nhắc nhở các thầy giữ gìn sáu căn và đừng buông thả tự thân trong lĩnh vực của thất niệm. Phật kể rằng, một hôm nọ có một con chim ưng thình lình đáp xuống và chụp lấy một con chim cút rồi bay vút lên cao. Con chim cút than khóc, tự trách là mình đã đi ra khỏi vùng mà cha mẹ nó bảo là không nên ra khỏi, cho nên mới bị tai nạn. Nếu ta biết nghe lời cha mẹ ta, thì con chim ưng này làm gì được ta? Nghe con chim cút khóc lóc như thế, chim ưng hỏi. Vậy vùng mà cha mẹ mày bảo mày đừng ra khỏi là vùng nào? Chim cút trả lời, đó là vạt đất mới được cày. Chim ưng lấy làm lạ, bèn mang con chim cút ra trả về chỗ cũ. Trước khi bay đi, chim ưng nói, này nhóc, ta đã thả mày ra, mày hãy liệu chừng. Ta chỉ thả mày lần này thôi, lần sau nếu bắt được mày, ta sẽ không thả đâu. Chim cút trở về vạt đất đã được cày, leo lên đứng trên một hòn đất lớn và thách thức chim ưng. Này chim ưng, mày hãy xuống đây xem có thể bắt được ta hay không. Chim ưng nổi giận, xếp hai cánh vào mình, lao vút xuống với tất cả sức lực của nó. Chim cút biết thế nên lập tức chui xuống núp dưới hòn đất. Chim ưng đã bắt không được chim cút mà còn va vào hòn đất thật mạnh đến nỗi bị bể ngực và quay ra dậy chết. Phật nói, này các vị khất sĩ, người tu hành phải an trú trong chánh niệm, hộ trì sáu căn cho nghiêm chỉnh. Rời khỏi lĩnh vực chánh niệm tức là đi vào lãnh thổ của ma dương, thế nào cũng bị tai nạn. Thầy Cát Tường nhận thấy trong giáo đoàn của Phật có nhiều vị khất sĩ trẻ tuổi có đạo hạnh và tài năng. Điều này làm cho thầy phấn khởi. Có một hôm thầy được tháp tùng một số các thượng tọa tới dự lễ trai tăng ở tư thất cư sĩ Sitta tại thị trấn Machika Sanda, và đã khám phá ra sự có mặt im lặng của một vị khất sĩ trẻ tuổi như thế. Cư sĩ Sitta là người nổi tiếng tinh thâm giáo lý. Ông là một vị đệ tử cư sĩ có đạo tâm và cũng được quần chúng ái mộ gần như cư sĩ cấp cô độc. Ông thường hay thỉnh các vị cao đức tới nhà để cúng dường trai phạn và để được học hỏi. Hôm ấy có trên 10 vị khất sĩ cao niên được mời. Chỉ có Cát Tường và một vị khất sĩ khác tên là Isidatta là hai người trẻ. Sau khi cúng dường trai phạn, cư sĩ Sitta đứng ra đảnh lễ các vị tôn túc, xin phép ngồi xuống một chiếc ghế thấp trước mặt các vị xuất gia và đặt câu hỏi sau đây. Kính bạch các vị tôn túc, con đã được nghe kinh Brahmachala, trong đó Phật nói về 62 luận chấp của các học phái đương thời. Con cũng có nghe những câu hỏi về sinh diệt và về linh hồn mà các đạo sĩ thường nêu ra như thế giới là hữu biên hay vô biên, vĩnh cửu hay phải đoạn diệt, linh hồn và thân xác là một hay là khác, Như Lai có còn không sau khi nhập diệt, hay là vừa còn vừa không còn, hoặc không còn cũng không không còn. Bạch các vị tôn đức, do đâu mà có những luận chấp và những câu hỏi có tính cách siêu hình ấy? Trước câu hỏi của cư sĩ Sitta, tất cả các vị khất sĩ đều nín thinh. Sitta lặp lại câu hỏi này tới 3 lần mà cũng không có vị khất sĩ nào lên tiếng để trả lời cả. Thầy Cát Tường cảm thấy bối rối và cảm thấy nóng hai bên tai. Đột nhiên thầy Isidatta lên tiếng,
hướng về phía các vị trưởng lão, thầy hỏi: Kính bạch các vị trưởng thượng, con có thể trả lời câu hỏi đó của cư sĩ Sitta được không? Các vị khất sĩ lớn trả lời: Khất sĩ, ông có thể trả lời nếu ông muốn. Hướng về cư sĩ Sitta, thầy Isidatta nói: Này cư sĩ, sở dĩ có những luận chấp và những câu hỏi ấy vì người ta còn mắc kẹt vào ngã kiến. Nếu ngã kiến không còn, người ta sẽ không hỏi những câu hỏi như thế và không chủ trương những luận chấp như thế. Cư sĩ Sitta lộ vẻ ngạc nhiên và thán phục, xong ông lại nói: Xin đại đức vui lòng cắt nghĩa cho rõ thêm. Người không được gần gũi các bậc thiện nhân, không được học hỏi giáo pháp giác ngộ, thường cho rằng thân thể này là ta, hoặc thân thể này là của ta, hoặc có ta trong thân thể này và có thân thể này trong ta. Người ấy lại cho rằng cảm thọ là ta, là sở hữu của ta, hoặc có ta trong cảm thọ này và cảm thọ này trong ta. Người ấy cũng có cùng một kiến chấp ấy đối với tri giác, tâm hành và nhận thức. Đó là người đang bị kẹt vào ngã kiến. Chính vì bị kẹt vào ngã kiến như thế nên mới chủ trương và tin vào những luận chấp như 62 luận chấp trong kinh Phạm Võng, và mới hỏi những câu hỏi như những câu hỏi về hữu biên và vô biên, thường và đoạn, một và khác, còn hay là không còn. Thưa cư sĩ Sitta, nếu học hỏi và tu tập để phá trừ được ngã kiến thì những câu hỏi và những luận chấp kia sẽ tự động trở thành vô nghĩa. Cư sĩ Sitta hoàn toàn bị thầy Isidatta chinh phục. Ông kính cẩn hỏi: Bạch đại đức từ đâu tới? Thưa cư sĩ Sitta, tôi từ Avanti. Avanti à? Bạch đại đức, tôi nghe nói ở Avanti có một người trẻ tuổi tên là Isidatta đã xuất gia. Đó là một thiếu niên anh tuấn, lỗi lạc phi thường, một người mà chúng tôi nghe tên mà chưa bao giờ được gặp mặt. Chẳng hay đại đức có gặp ông ta hay không? Cư sĩ Sitta, tôi đã có gặp mặt ông ấy. Vậy thưa đại đức, vị khất sĩ tài đức ấy hiện bây giờ ở đâu? Đại đức Isidatta im lặng. Cư sĩ Sitta vốn là người thông minh. Ông ngờ ngợ rằng vị đại đức đang ngồi trước mặt mình chính là Isidatta. Ông hỏi: Có phải đại đức chính là đại đức Isidatta đó không? Dạ thưa phải. Thầy Isidatta trả lời. Cư sĩ Sitta mừng rỡ: Vậy thì quý quá, và hân hạnh cho tôi biết mấy. Bạch đại đức Isidatta, vườn xoài và tệ xá tại Machika Sada rất mát mẻ và đầy đủ mọi tiện nghi. Tôi rất mong ước được đại đức đến viếng chúng tôi thường thường. Chúng tôi xin nguyện cúng dường đại đức tất cả những gì đại đức cần đến, như là thực phẩm, y áo, thuốc men và chỗ ở. Đại đức Isidatta im lặng. Sau đó các vị khất sĩ từ giả. Thầy Cát Tường nghe nói là sau đó thầy Isidatta không bao giờ trở lại nhà cư sĩ Sitta một lần nữa, và từ đó thầy cũng không còn được gặp thầy Isidatta. Hình ảnh thầy Isidatta sáng ngời trong tâm thầy Cát Tường. Thầy Isidatta không những thông minh mà còn rất khiêm nhượng nữa. Thầy không màng tới sự cung kính và cúng dường của người cư sĩ, dù là của một vị đại cư sĩ như Sitta. Thầy Cát Tường thầm nguyện sẽ học theo hạnh của thầy Isidatta và thầm hẹn là một hôm nào đó có dịp ghé về Avanti, thầy sẽ hỏi thăm để tìm gặp lại vị khất sĩ ấy. Thầy Cát Tường biết Phật rất thương yêu những thầy trẻ có chuyên tâm, có tuệ giác và có chí nguyện lợi tha. Phật đã từng nói là người trông cậy thật nhiều ở những vị này trong công trình bồi đắp và trao truyền đạo pháp cho các thế hệ tương lai. Tuy vậy, thầy thấy Phật đã và đang đem lòng che chở cho cả các thầy trong giáo đoàn khất sĩ và người rất kiên nhẫn trong việc giảng dạy và hóa độ. Có thầy tu không thành công, ra đời tới 6 lần mà đến khi hồi đầu Phật cũng cho phép trở lại giáo đoàn một lần nữa.
Có những vị thiếu thông minh đến nỗi học hoài mà cũng không thuộc được 16 phép thợ, vậy mà người vẫn tiếp tục dỗ về và khuyến khích. Một hồi đó tại tu viện Kỳ Viên, có một thầy tên là Bát Đa Ly. Thầy Bát Đa Ly có những khuyết điểm mà Phật biết, nhưng người cố tình làm lơ để tạo cho thầy một cơ hội để chuyển hóa. Thầy không theo kịp đại chúng trong việc chấp trì những quy luật của tu viện. Pháp tắc của tu viện có điều khoản là khi thọ trai, vị khất sĩ chỉ ngồi một lần cho đến khi ăn xong bữa cơm mà không được đứng dậy để lấy thêm thức ăn hoặc làm những việc khác. Đó gọi là phép nhất tọa thực. Tuy nhiên, thầy Bát Đa Ly không làm như vậy được, và sống trong đại chúng, thầy thường gây ra những phiền nhiễu cho người khác. Phật có gọi thầy lên nhiều lần và dạy thầy phép tự hỏi câu hỏi: tôi phải làm gì để cho đại chúng hoan hỷ mỗi sáng mai? Vậy mà mấy tháng sau, thầy vẫn chưa thành công. Trong đại chúng có những thầy không đủ kiên nhẫn và có khi nói nặng thầy. Biết vậy, có một hôm, Phật dạy đại chúng: các vị khất sĩ, một cá nhân trong tăng đoàn dù có những khuyết điểm trầm trọng, nhưng thế nào trong những con người ấy vẫn còn lại một ít hạt giống của niềm tin và tình thương. Chúng ta phải cư xử với vị ấy như thế nào để những hạt giống của niềm tin và tình thương còn lại trong con người không hoàn toàn bị tiêu diệt. Ví dụ có một người kia vì bất hạnh mà bị mù một con mắt và chỉ còn một con mắt. Bà con và những người thân thuộc của người này cố nhiên sẽ tìm cách giúp đỡ và bảo vệ con mắt còn lại kia, vì biết rằng con mắt kia mà mù nữa thì không còn gì là tương lai nữa. Vậy thì các vị khất sĩ, các vị hãy giúp bảo vệ những hạt giống đức tin và tình thương còn lại nơi người đồng đạo bằng cách đối xử dễ thương với người ấy. Hôm ấy, thầy Cát Tường có mặt. Thầy rất cảm động vì thái độ và tình thương của Phật. Thầy ngẩng lên thì thấy thầy A Nan Đà đưa tay lau nước mắt. Thì ra, thầy A Nan Đà cũng cảm động như thầy. Phật tuy là một người rất ngọt ngào, nhưng có khi người cũng rất nghiêm khắc và cũng từng sử dụng những lời quở trách rất thẳng thắn và rất quyết liệt. Người nào mà Phật không độ hoặc chưa độ được, quả thật là người không có tương lai. Một hôm Cát Tường được chứng nghiệm một cuộc nói chuyện ngắn và rất hào hứng giữa Phật và một vị điều mã sư, nghĩa là một người huấn luyện điều phục ngựa. Phật hỏi vị điều mã sư: ông điều phục ngựa như thế nào? Xin nói cho chúng tôi nghe đi. Vị điều mã sư trả lời: Thế Tôn, có nhiều loại ngựa, có loại rất dễ, chỉ cần dùng biện pháp ngọt ngào. Có loại khó trị hơn, phải dùng vừa biện pháp ngọt ngào, vừa biện pháp mạnh. Có loại khó hơn, chỉ có thể dùng biện pháp mạnh mà thôi. Phật cười và hỏi: vậy khi nào gặp loại ngựa chứng mà cả ba biện pháp đều vô hiệu, thì ông làm như thế nào? Bạch Thế Tôn, trong trường hợp ấy thì con phải hạ sát nó, để nó sống chung trong bầy ngựa thì sẽ làm hư hỏng những con ngựa khác. Bạch Đức Thế Tôn, người điều phục các vị đệ tử như thế nào, xin cho con biết với. Phật cười: thì tôi cũng làm tương tự như ông. Có những người chỉ cần ngọt ngào, có những người vừa cần biện pháp ngọt ngào, vừa cần biện pháp mạnh. Có những người chỉ có thể dùng biện pháp mạnh mới có thể trị nổi. Vậy thì trong trường hợp cả ba biện pháp đều vô hiệu, thì Đức Thế Tôn làm gì đối với người bất khả trị đó? Phật nói: thì tôi cũng làm như ông vậy, tôi giết người ấy đi. Vị điều mã sư tròn xoe hai mắt: sao? Đức Thế Tôn giết người à? Đức Thế Tôn dạy người ta là giới bất sát. Phật nói: tôi nói vậy thôi, chứ tôi đâu có giết người theo kiểu ông giết ngựa. Gặp trường hợp có người không thể sử dụng được một trong ba biện pháp trên, thì tôi từ chối không chấp nhận vào giáo đoàn khất sĩ, không chấp nhận là học trò của tôi. Thế thôi.
nhưng đó cũng là điều bất hạnh lớn. Không được tu tập theo chính pháp trong tăng đoàn đó là gì? Nếu không phải là sự đánh mất cái cơ hội muôn kiếp một lần, đó là gì? Nếu không phải là một cái chết của tâm linh, nhưng đó không phải chỉ là một niềm đau cho người kia, mà là một niềm đau cho cả tôi. Vì tôi rất thương xót người đó, và tôi vẫn mong là một ngày kia người đó có thể hồi đầu. Ngày xưa thầy Cát Tường đã có dịp thấy và nghe Phật quở trách và dạy dỗ thầy La Hầu La, và thầy cũng đã từng thấy Phật trách dạy một vài thầy khác. Bây giờ thầy thấy được sau hành động quở trách và la dạy ấy là một tình thương đầm thắm. Thầy Cát Tường biết Phật rất thương thầy, dù Phật chưa nói ra điều đó thành lời, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt người là thầy thấy rõ điều đó. Đêm nay Đức Thế Tôn có khách, thầy A Nan Đà nhờ thầy Cát Tường đi đun nước nấu trà. Khách là một vị hiệp sĩ, dáng đi hiên ngang, lưng đeo trường kiếm. Ông cột ngựa ngoài cổng tu viện Kỳ Viên, gươm binh yên ngựa, và được thầy Xá Lợi Phất hướng dẫn vào chiếc am tranh của Phật. Người ông cao lớn, mắt ông sáng quắc, và ông bước những bước dài, mắt sáng quắc nhìn về phía trước. Thầy A Nan Đà cho thầy Cát Tường biết đó là hiệp sĩ Rohitassa. Khi vào dân trà, thầy Cát Tường thấy hiệp sĩ Rohitassa và thầy Xá Lợi Phất đang ngồi đối diện Phật trên những chiếc ghế gỗ kê thấp, còn thầy A Nan Đà thì đứng hầu sau lưng Phật. Dân trà cho Phật, cho khách và cho hai thầy xong, thầy Cát Tường cũng đến đứng sau lưng Phật bên cạnh thầy A Nan Đà. Mọi người lặng thinh. Một lúc thật lâu sau khi uống trà, đột nhiên hiệp sĩ Rohitassa mở lời: Bạch Đức Thế Tôn, có một cõi nào mà không có sinh, không có già, không có bệnh và không có chết? Có một cõi nào mà muôn loại không chịu luật sinh diệt? Ta có thể di chuyển bằng cách nào để ra khỏi thế giới của sinh diệt để đi tới thế giới không sinh diệt kia? Phật trả lời: Này Rohitassa, không thể nào ra khỏi thế giới sinh diệt bằng cách di chuyển. Dù ta có đi mau cách mấy đi nữa, dù ta có đi mau hơn cả ánh sáng. Nghe Phật nói như thế, hiệp sĩ Rohitassa chắp hai tay lại: Lạy Đức Thế Tôn, người dạy rất chí lý. Quả thật là không thể đi ra khỏi biên giới của thế giới của sinh diệt bằng cách di chuyển, dù bằng tốc độ nào. Còn nhớ trong một kiếp trước, con đã từng có thần thông và con đã có thể bay trong hư không với tốc độ của một mũi tên. Con chỉ cần bước một bước là đã có thể từ bờ biển miền Đông sang tới bờ biển miền Tây. Con đã cố quyết vượt biên giới của thế giới sinh lão bệnh tử để đi sang một thế giới khác, một thế giới trong đó ta không còn bị khống chế bởi luật sinh diệt. Con đã đi suốt ngày như vậy, ngày này sang ngày khác, không dừng lại hoặc để ăn, hoặc để uống, hoặc để nghỉ ngơi, hoặc để ngủ, hoặc để đi đại tiện hay tiểu tiện. Con đã đi trên 100 năm với tốc độ ấy, nhưng con đã không đi tới đâu cả, và rốt cuộc con đã chết ở dọc đường. Di diệu thay, đúng sự thật thay là lời nói của Đức Thế Tôn. Quả thật ta không thể nào vượt được biên giới của cõi sinh tử bằng cách di chuyển, dù là di chuyển với tốc độ của ánh sáng. Phật dạy: Tuy vậy, ta không nói rằng cõi sinh tử này không thể vượt được. Này Rohitassa, ông có thể vượt khỏi cõi sinh tử này. Ta sẽ chỉ cho ông con đường để vượt thoát thế giới sinh tử. Này Rohitassa, chính trong tấm thân dài 7 thước của ông mà thế giới sinh tử được sinh khởi, và cũng trong chính trong tấm thân dài 7 thước ấy mà ông có thể tìm thấy được sự chấm dứt của thế giới sinh tử. Hãy quán chiếu thân thể ông, hãy quán chiếu thế giới sinh diệt ngay trong tấm thân 7 thước của ông. Quán chiếu để thấy được thực tướng vô thường, vô ngã, bất sinh và bất diệt của vạn pháp trong vũ trụ. Rồi ông sẽ thấy thế giới sinh diệt tan biến và thế giới của bất diệt, bất sinh hiển lộ. Ông sẽ được giải thoát khỏi mọi khổ đau và sợ hãi. Để vượt khỏi thế giới của khổ đau, của sinh diệt, ông không cần đi đâu hết.
ông chỉ cần ngồi lại và nhìn sâu vào tự tánh của thân thể ông. Thầy Cát Tường thấy hai mắt của Đại Đức Xá Lợi Phất sáng quắc như hai vì sao. Hiệp sĩ Rusi Tassa cũng lộ vẻ vui sướng một cách rõ rệt. Cát Tường cảm động không cùng. Ai dè Pháp Phật mầu nhiệm đến thế và cũng hùng tráng đến thế. Thật như là một bản đại hùng ca. Chìa khóa của sự thành công nằm ngay trong lòng bàn tay mình. Thầy Cát Tường cảm thấy rõ ràng điều đó. Chương 70. Phật từ đâu tới và sẽ đi về đâu? Một hôm nọ, khi trời đang cơn mưa tầm tã, có một vị du sĩ tới viếng. Vị du sĩ này tên là Uttiya. Đại đức Ananda tiến dẫn ông vào gặp Phật. Thầy giới thiệu vị du sĩ, nhắc ghế mời ông ngồi, rồi đi lấy khăn để ông lau khô đầu tóc và mình mẩy. Uttiya hỏi Phật: Sa môn Cồ Đàm, thế giới là còn mãi hay là sẽ có khi bị hoại diệt? Phật mỉm cười nói: Du sĩ Uttiya, tôi xin phép không trả lời câu hỏi đó. Uttiya hỏi: Thế giới là có biên giới hay không có biên giới? Tôi cũng không trả lời câu hỏi đó. Vậy thì thân thể và linh hồn là một hay là hai? Câu hỏi này tôi cũng xin phép không trả lời. Vậy sau khi chết, Sa môn Cồ Đàm còn hay là mất? Câu hỏi này tôi cũng xin phép không trả lời. Hay ngài nghĩ rằng sau khi chết, ngài vừa còn mà cũng vừa mất? Câu hỏi này tôi cũng không trả lời. Như vậy thì chắc ngài cho rằng sau khi chết, ngài không còn mà cũng không mất. Du sĩ Uttiya, câu hỏi đó tôi cũng không trả lời. Uttiya lộ vẻ ngạc nhiên, ông nói: Câu nào tôi hỏi, Sa môn Cồ Đàm cũng không trả lời. Tại sao vậy? Vậy câu hỏi nào Sa môn Cồ Đàm mới chịu trả lời? Phật nói: Tôi chỉ trả lời những câu hỏi về đạo pháp có liên hệ tới công phu tu tập nhằm gạn lọc thân tâm, vượt thắng lo âu và sầu khổ mà thôi. Đạo pháp của Sa môn Cồ Đàm có thể cứu độ được bao nhiêu người trên thế giới? Phật lặng yên không nói. Du sĩ Uttiya cũng ngồi yên lặng, sợ vị du sĩ nghĩ lầm rằng Phật không thèm hoặc không đủ sức trả lời những câu hỏi của ông ta. Và nghĩ như thế thì tội nghiệp cho ông ta quá. Đại đức Ananda lên tiếng: Du sĩ Uttiya, để tôi nói cho bạn nghe một ví dụ này, và bạn có thể hiểu ý của thầy tôi. Giả dụ có một ông vua kia cư trú trong một thành trì thật kiên cố, có hào sâu và hầm chông bao quanh. Chỉ có một cửa ra vào mà thôi, và ở cửa ra vào ấy, vua đã cử một người thật sáng suốt đứng canh gác. Người gác cửa này chỉ cho vào thành người nào mà ông ta biết và nhận mặt được. Ngoài ra ông ta chặn lại tất cả mọi người lạ mặt. Ông ta cũng đã đi tuần tiểu chung quanh thành trì và biết rõ rằng không có một kẻ hở nào do đó ngoại nhân có thể đột nhập được vào thành, dù cho một cái lỗ nhỏ đủ để một con mèo chui qua. Ông vua trấn ngự trong thành không lưu tâm tới số lượng những người được phép qua lại cổng thành. Ông vua ấy chỉ quan tâm đến việc làm thế nào cho kẻ gian không đột nhập được vào thành. Thầy tôi cũng vậy, Sa môn Cồ Đàm không quan tâm mấy tới số lượng những người theo đạo. Sa môn Cồ Đàm chỉ quan tâm tới những pháp môn có hiệu lực ngăn chặn và diệt trừ tham dục, bạo động và mê vọng để thực hiện an lạc và giải thoát mà thôi. Nếu bạn hỏi thầy tôi những câu hỏi thực sự hữu ích cho việc điều phục thân tâm và tu tập thiền quán, thì thầy tôi sẽ trả lời bạn, chứ sao không? Du sĩ Uttiya lĩnh ý. Nhưng vì ông ta quá chú trọng đến những vấn đề thuộc phạm vi lý luận siêu hình, nên ông đã cáo từ Phật và Đại đức Ananda mà không cảm thấy thỏa mãn cho lắm. Sau đó mấy hôm,
lại có một vị du sĩ khác tên là Vajragupta đến viếng Phật. Ông ta cũng hỏi Phật những câu hỏi có tính cách tương tự như những câu hỏi của du sĩ Uttiya. Ví dụ ông hỏi: Sa môn Cồ Đàm, xin ngài cho biết là có ngã hay không? Phật lặng thinh không đáp. Sau vài câu hỏi không được giải đáp, Vajragupta đứng dậy và bỏ đi. Sau khi Vajragupta đã đi khuất, Đại Đức A Nan Đà hỏi Phật: Thế Tôn, trong các buổi pháp thoại, Thế Tôn đã từng có giảng dạy về đạo lý vô ngã. Tại sao hôm nay Thế Tôn không trả lời những câu hỏi về ngã của du sĩ Vajragupta? Phật nói: A Nan Đà, đạo lý vô ngã mà tôi giảng dạy cho các vị khất sĩ là một pháp môn hướng dẫn thiền quán, mà không phải là một chủ thuyết. Hiểu nó như một chủ thuyết, các vị có thể bị kẹt vào nó. Tôi đã chẳng có lần nào bảo các thầy là giáo pháp phải được xem như chiếc bè chở ta qua sông, như ngón tay chỉ mặt trăng, và ta không nên bị kẹt vào giáo pháp hay sao? Du sĩ Vajragupta chỉ muốn tôi đưa ra một chủ thuyết, thì tôi đưa ra làm sao được? Tôi không muốn cho Vajragupta kẹt vào một chủ thuyết, dù là chủ thuyết hữu ngã hay là chủ thuyết vô ngã. Nếu mình nói với ông ta là có ngã, thì là mình đi ngược lại giáo pháp của mình. Nếu mình nói với ông ta là không có ngã, để ông ta níu vào đấy như một chủ thuyết, rồi để ông ta bị kẹt vào đấy, thì có ích gì cho ông ta? Vậy nên im lặng là câu trả lời hay nhất trong trường hợp này. Thà rằng họ cho là mình không biết, còn hơn là họ bị kẹt vào kiến chấp. Một hôm, Đại Đức A Nậu Lâu Đà trên đường đi khất thực bị một nhóm du sĩ chặn lại cật vấn. Họ bắt thầy phải trả lời cho được câu hỏi của họ. Họ nói trả lời được thì họ mới cho đi. Họ hỏi: Chúng tôi nghe đồn Sa Môn Cồ Đàm là bậc giác ngộ viên toàn và giáo pháp của người rất cao siêu mầu nhiệm. Thầy là môn đệ của Sa Môn Cồ Đàm, vậy xin thầy cho biết sau khi chết Sa Môn Cồ Đàm có còn hiện hữu hay không? Rồi các vị du sĩ buộc Đại Đức A Nậu Lâu Đà chọn một trong những mệnh đề sau đây. Một, sau khi chết Sa Môn Cồ Đàm còn. Hai, sau khi chết Sa Môn Cồ Đàm mất. Ba, sau khi chết Sa Môn Cồ Đàm vừa còn vừa mất. Bốn, sau khi chết Sa Môn Cồ Đàm vừa không còn vừa không mất. Khất sĩ A Nậu Lâu Đà biết rằng trong bốn câu trả lời đó không có câu trả lời nào phù hợp với giáo pháp của Phật. Thầy im lặng. Nhưng các vị du sĩ không bằng lòng sự im lặng đó. Họ buộc thầy phải nói một cái gì đó. Cuối cùng Đại Đức nói: Này các bạn, theo tri kiến của tôi thì trong bốn mệnh đề đó không mệnh đề nào diễn tả được sự thật về Sa Môn Cồ Đàm. Các thầy du sĩ cười và bảo nhau: Xem bộ vị khất sĩ này là người mới tu, cho nên ông ta mới không trả lời được câu hỏi của mình và tìm mọi cách để thối thác. Thôi, chúng ta nên để ông ta đi cho rồi. Nói xong, họ bỏ đi. Sau đó mấy hôm, gặp giờ pháp thoại, Đại Đức A Nậu Lâu Đà đem chuyện xảy ra trên trình với Phật. Rồi thầy nói: Thế Tôn, xin Thế Tôn soi sáng cho chúng con, để chúng con được học hỏi thêm và để chúng con có khả năng trả lời mỗi khi được hỏi về những câu hỏi tương tự. Phật hỏi A Nậu Lâu Đà: Này A Nậu Lâu Đà, đi tìm bắt Sa Môn Cồ Đàm bằng khái niệm rất khó. Sa Môn Cồ Đàm ở đâu? A Nậu Lâu Đà, có thể tìm Sa Môn Cồ Đàm ở nơi hình sắc không? Bạch Thế Tôn, không. Có thể tìm Sa Môn Cồ Đàm nơi cảm giác không? Bạch Thế Tôn, không. Có thể tìm Sa Môn Cồ Đàm nơi tri giác, tâm tư và nhận thức không? Bạch Thế Tôn, không. Vậy thì A Nậu Lâu Đà, có thể tìm Sa Môn Cồ Đàm ngoài hình sắc không?
Bạch Thế Tôn, không. Có thể tìm Sa Môn Cồ Đàm ngoài cảm giác không? Bạch Thế Tôn, không. Có thể tìm Sa Môn Cồ Đàm ngoài tri giác, tâm tư và nhận thức không? Bạch Thế Tôn, cũng không. Phật nhìn A Nậu Lâu Đà. Vậy thì tìm Sa Môn Cồ Đàm ở đâu? A Nậu Lâu Đà, ngay trong giờ phút hiện tại, đứng trước Sa Môn Cồ Đàm mà còn không nắm bắt được Sa Môn Cồ Đàm, huống hồ là sau khi Sa Môn Cồ Đàm diệt độ. A Nậu Lâu Đà, tự thân của Sa Môn Cồ Đàm cũng như tự thân của bất cứ một pháp nào trong vạn pháp không thể nào nắm bắt được bằng khái niệm, bằng những phạm trù của nhận thức phân biệt. Phải thấy được các pháp trong liên hệ duyên khởi của nó, phải thấy được Sa Môn Cồ Đàm nơi những pháp mà ta thường cho là không phải Sa Môn Cồ Đàm. Như thế mới thấy được chân tướng của Sa Môn Cồ Đàm. A Nậu Lâu Đà, muốn thấy được tự tánh của một đóa hoa sen, ta phải thấy được đóa sen nơi những pháp mà ta không gọi là đóa sen, như ánh sáng mặt trời, nước hồ, đám mây, bùn đất, hơi nóng. Chỉ có cái thấy đó mới đưa ta vượt thoát được cái lưới biến kế sở chấp, tức là cái lưới phân biệt khái niệm, tức là những phạm trù sinh diệt này kia, có không, dơ sạch, thêm bớt. Muốn thấy được Sa Môn Cồ Đàm cũng thế, bốn phạm trù có không, vừa có vừa không, không có cũng không không, mà các vị du sĩ đưa ra ấy chỉ là bốn cái lưới nhện trong số bao nhiêu chiếc lưới nhện khác, không có đủ sức nắm bắt được con chim đại bàng của thực tại màu nhiệm. A Nậu Lâu Đà, thực tại thân không thể dùng khái niệm phân biệt mà nắm bắt, không thể dùng ngôn ngữ văn từ mà diễn bày. Chỉ có trí tuệ thực chứng do thiền quán đem lại mới giúp ta thể nhận được tự thân thực tại. A Nậu Lâu Đà, một người chưa bao giờ có dịp nếm hương vị của một trái xoài thì không thể nào biết được hương vị ấy, dù người khác có dùng bao nhiêu ngữ ngôn, văn từ và khái niệm phân biệt để diễn tả hương vị trái xoài cho người kia nghe. Chỉ có kinh nghiệm chứng đắc trực tiếp mới đưa ta thể nhập được thực tại. Do đó, tôi đã từng nhiều lần nói với các vị là đừng nên đi lạc vào thế giới của hí luận để đánh mất thời gian quý báu của sự tu tập quán chiếu. A Nậu Lâu Đà, vạn pháp là vạn pháp trong cái tự thân như thật của nó, cho nên ta gọi tự thân của các pháp là chân như. Chân như là tự thân màu nhiệm của vạn pháp, đóa sen từ chân như mà tới, A Nậu Lâu Đà cũng từ chân như mà tới, Sa Môn Cồ Đàm cũng từ chân như mà tới. Từ chân như mà tới thì gọi là Như Lai. Từ chân như tới, vạn pháp đi về đâu? Vạn pháp đi về chân như, đi về chân như thì gọi là Như Khứ. Thật ra vạn pháp không từ đâu tới cả, cũng không đi về đâu cả, vì tự thân của vạn pháp đã là chân như rồi. A Nậu Lâu Đà, nghĩa đích thực của Như Lai là không từ đâu tới mà cũng không đi về đâu cả. Từng vô sở lai, diệt vô sở khứ. A Nậu Lâu Đà, từ hôm nay trở đi tôi sẽ tự gọi là Như Lai. Như Lai ưa từ này, bởi vì từ này tránh được ý niệm phân biệt, có thể thấy được trong các đại danh từ tôi và ta. Đại đức A Nậu Lâu Đà mỉm cười. Bạch Như Lai, từ nay xin người cứ tự xưng là Như Lai đối với chúng con. Chúng con biết rằng chúng con cũng từ chân như tới, nhưng chúng con không tự xưng chúng con là Như Lai. Chúng con chỉ để Như Lai sử dụng đại danh từ này. Thế Tôn, mỗi lần Thế Tôn tự gọi mình là Như Lai, chúng con lại có dịp được nhắc nhở để quán chiếu và nhớ rằng chúng con cũng thuộc về cùng một bản thể chân như, bất sinh và bất diệt. Phật mỉm cười. Như Lai rất vui lòng vì đề nghị ấy của thầy A Nậu Lâu Đà. Đại đức
Ananda có mặt trong buổi tham vấn kỳ diệu hôm ấy. Sau khi cuộc tham vấn chấm dứt, thầy đi theo Đại Đức A Nậu Lâu Đà. Thầy đề nghị là ngày hôm sau, hai người sẽ lên trùng tuyên cho đại chúng nghe nội dung của cuộc tham vấn từ đầu đến cuối. Và Đại Đức A Nậu Lâu Đà sẽ bắt đầu buổi trùng tuyên bằng cách thuật lại cuộc đối thoại giữa thầy và các du sĩ ngoại đạo trên đường phố Xá Vệ. Thầy A Nậu Lâu Đà. Chương 71. Nghệ thuật lên dây đàn. Mùa an cư hoàn mãn, Phật lên đường về miền Nam. Người ghé thăm vườn Nai ở Lộc Uyển, phía bắc thành phố Ba La Nại, nơi người đã nói pháp thoại Tứ Diệu Đế, pháp thoại đầu tiên của người. Quan cảnh ở đây đã đổi khác. Một cái tháp lớn đã được dân chúng địa phương dựng lên để kỷ niệm lần đầu tiên bánh xe chánh pháp được chuyển xoay. Mới đó mà đã 36 năm đi qua. Bánh xe chánh pháp đã được chuyển xoay liên tục trong 36 năm, và chánh pháp đã được lan truyền đến mọi nơi trên khắp lưu vực sông Hằng. Tại vườn Nai, một giảng đường đã được tạo lập và các vị khất sĩ cư trú tu học rất là đông đảo. Sau khi thăm hỏi thuyết pháp và khích lệ đại chúng, Phật lên đường đi Gai Gia. Người ghé U Lâu Tần Loa thăm cây bồ đề năm xưa. Cây bồ đề càng ngày càng xanh tốt, nhiều chiếc tịnh thất đã được dựng lên trong vùng. Vua Tần Bà Sa La đang chuẩn bị cho xây một ngôi tháp kỷ niệm nơi Phật thành đạo. Phật ghé vào thôn sớm để chơi với bọn trẻ. Những đứa trẻ năm nay không khác gì những đứa trẻ năm xưa. Chú bé Chân Trâu Cát Tường năm xưa nay đã 47 tuổi rồi và đã trở nên một vị lớn trong giới khất sĩ. Bọn trẻ đi hái những trái đu đủ chín đỏ để cúng dường Phật. Đứa nào cũng biết đọc bài Tam Quy. Từ Gai Gia, Phật đi dần lên phía đông bắc để đi về Dương Xá. Về tới thủ đô, Phật đi thẳng lên núi Linh Thú. Tại đây, Phật gặp Đại Đức Phú Lâu Na. Thấy Phật, Đại Đức rất mừng. Thầy kể cho Phật nghe về công trình hoằng pháp của thầy tại đảo Sunabaranta. Thầy vừa mới kết thúc một mùa an cư tại đó với một số các vị khất sĩ bạn. Số người quy y Phật, Pháp và Tăng ở đảo đã lên tới con số 500. Những ngày kế tiếp, Phật đi thăm các trung tâm tu học rải rác trong vùng. Một đêm kia, tĩnh tọa trong tịnh thất tại trung tâm vườn mát, Phật thoáng nghe được giọng tụng kinh hơi bất thường của một vị khất sĩ. Giọng tụng kinh này có vẻ mệt mỏi và buồn chán. Phật biết vị khất sĩ này đang gặp khó khăn. Sáng hôm sau, nhờ hỏi Đại Đức Ananda, Phật biết vị khất sĩ tụng kinh hồi hôm là Sona. Phật đã từng biết Sona nhiều năm về trước tại Xá Vệ. Đại Đức Sona Kulikana đã được xuất gia với sự hướng dẫn của Đại Đức Maha Katkana và tu học với Đại Đức này mấy năm trên núi Bavatta ở xứ Kururaganda. Sona là một thanh niên con nhà giàu, nho nhã, thông minh, nhưng thể chất không được cứng cáp cho lắm. Thầy phải cố gắng hết sức mới sống được đời sống xuất gia, không nhà không cửa, ăn một ngày một bữa và ngủ dưới gốc cây. Nhưng đạo tâm của Sona rất lớn. Năm sau, thầy Sona mới được Đại Đức Bổn Sư phái về Xá Vệ thăm Phật. Được gặp Phật lần đầu, thầy Sona rất sung sướng. Phật hỏi thăm thầy: "Sona, thầy có mạnh giỏi không? Tu học khất thực và hành hóa có khó khăn lắm không?" Bạch Thế Tôn, con hạnh phúc lắm. Công việc tu học khất thực và hành hóa của con không có gì khó khăn. Phật bảo thầy A Nan: "Thầy dọn cho khất sĩ Sona một chỗ nghỉ ngơi trong tịnh thất đi." Đại Đức A Nan Đà kê thêm một chiếc giường trong tịnh xá Phật. Đêm ấy, Phật ngồi thiền ngoài trời cho tới 3 giờ sáng.
Sona thấy thế cũng không ngủ. Khi Phật bước vào, người hỏi: Thầy chưa ngủ sao? Bạch Thế Tôn, con chưa ngủ. Thầy chưa buồn ngủ sao? Vậy thì thầy có thuộc được kinh kệ gì, đọc lên cho vui đi. Đại đức Sona vâng lời, đọc lên 16 câu kệ thuộc phép quán niệm hơi thở. Giọng thầy trong như chuông, không dấp dáp, không có một lỗi văn phạm. Phật khen: Thầy đọc hay lắm. Thầy tu đã được mấy năm rồi? Bạch Thế Tôn, con mới đi tu có hơn một năm thôi. Con chỉ mới có một tuổi an cư. Đó là lần đầu Phật gặp thầy Sona. Đêm qua, nghe tiếng tụng kinh của thầy, Phật biết là Sona đã cố gắng quá sức mình trong nỗ lực tu học. Người bảo A Nan Đà cùng đi với người tới tịnh thất của thầy Sona. Thấy Phật, Sona đứng dậy chào mừng. Phật bảo A Nan Đà và Sona ngồi xuống cạnh Phật. Rồi người hỏi Sona: Ngày trước, hồi chưa xuất gia, thầy là nhạc sĩ chuyên dạy đàn 16 giây, có phải không? Bạch Thế Tôn, phải. Khi đánh đàn, nếu dây đàn trùng thì sao? Bạch Thế Tôn, nếu dây đàn trùng thì tiếng đàn chưa đúng mức. Còn nếu như dây đàn quá căng? Bạch Thế Tôn, nếu dây đàn quá căng thì tiếng đàn biến thể và dây đàn có thể đứt. Còn nếu dây đàn được lên vừa phải? Bạch Thế Tôn, nếu dây đàn được lên vừa phải thì bản nhạc sẽ rất hay. Đúng như vậy đó, Sona. Giải đãi và lười biếng thì đạo nghiệp không thành, mà cố gắng quá sức mình thì sẽ đưa tới sự mệt mỏi và thối chí. Sona, thầy phải biết lượng sức mình, đừng ép uổng thân và tâm quá mức. Như vậy thầy mới mong thành tựu được đạo nghiệp. Đại đức Sona đứng dậy lạy xuống để cảm tạ Phật. Một buổi chiều, y sĩ Kỳ Bà lên núi Linh Thú thăm Phật. Tới chân núi, ông gặp Phật. Phật mới ở tu viện Trúc Lâm về. Ông chào Phật và xin phép được đi theo người lên núi. Kỳ Bà nhìn Phật leo các bậc thang đá để lên núi mà trong bụng khen thầm: Năm nay Phật đã 72 tuổi rồi mà người còn cứng cáp và mạnh khỏe quá. Phật leo núi một cách thông thả và ung dung, một tay cầm bát, một tay cầm chéo áo. Đại đức A Nan Đà đi cạnh Phật không thể cầm bát thay cho Phật được, bởi vì một tay thầy cũng cầm bát và một tay thầy cũng cầm chéo áo. Kỳ Bà tiến lên và xin mang bình bát hầu Phật. Phật trao bình bát cho ông và mỉm cười: Như Lai đã leo núi này có cả mấy ngàn lần, lần nào cũng tự cầm bát lấy thì đã có sao đâu. Bậc đá được xây lên tận thiềm tịnh xá của Phật ở trên đỉnh đồi. Chính vua Tần Bà Sa La đã ra lệnh xây mấy trăm bậc đá này để cúng dường. Lên tới sân tịnh xá, y sĩ được Phật mời ngồi trên một tảng đá. Ông cảm ơn Phật rồi hỏi thăm Phật về tình hình sức khỏe và công việc hoằng hóa của người ở các nước. Ông nhìn Đại đức A Nan Đà rồi nhìn Phật. Ông nói: Bạch Thế Tôn, con xin phép nói sơ lược về tình trạng giáo đoàn ở đây. Con thấy tình trạng giáo đoàn có liên hệ tới tình trạng chính trị. Con nghĩ Thế Tôn cần phải được thông báo về tình hình. Rồi y sĩ cho Phật biết rằng Đại đức Đề Bà Đạt Đa hiện có tham vọng lãnh đạo giáo đoàn thay Phật. Đại đức Đề Bà Đạt Đa có dây cánh khá mạnh mẽ và đông đảo trong giới các vị khất sĩ cũng như trong giới chính trị. Cánh tay trái của Đại đức là Đại đức Kokalika, một người được xem như là mưu sĩ của Đại đức Đề Bà Đạt Đa. Ngoài ra còn có các đại đức như Kutamoraka, Tissa, Khanda Devi Buddha và Đại đức Samuddata Datta, vị nào cũng có đông đảo đệ tử. Đại đức Đề Bà Đạt Đa rất thông minh mà cũng rất hùng biện, cho nên được rất đông người nghe theo. Trong giới khất sĩ cũng như trong giới cư sĩ, đại đức không chính thức nói ra là đại đức chống đối Phật và các vị đại đệ tử phụ tá người.
Nhưng Đại Đức đã nhiều lần đưa ra ý kiến là Phật đã lớn tuổi, không đủ sức để lãnh đạo giáo đoàn, và cách thức của Phật đã hơi xưa, không thích hợp với giới trẻ và với thời đại mới. Đứng về phương diện xã hội, Đại Đức rất được nhiều giới giàu có ủng hộ. Người ủng hộ Đại Đức tận tình nhất là Hoàng Thái tử A Xà Thế. Không biết Đại Đức khéo léo thế nào mà Thái tử A Xà Thế đã ủng hộ Đại Đức một cách tận tình. Hoàng thượng Tần Bà Sa La tin kính Phật như thế nào thì A Xà Thế tin kính Đại Đức Đề Bà Đạt Đa như thế ấy. Thái tử đã xây cất cho Đại Đức một trung tâm tu học lớn trên núi Tịnh Đầu, nơi ngày xưa Phật đã nói kinh lửa cho ba anh em Đại Đức Ca Diếp và cả gần 1000 vị môn đệ của họ. Thái tử cho chở tới trung tâm các thức cúng dường, chở bằng xe ngựa 3-4 hôm một lần. Giới thương gia và chính trị gia muốn được lòng Thái tử cũng bắt chước đi lại Tịnh Đầu để cúng dường và nghe pháp. Với sự ủng hộ đó, uy tín của Đại Đức càng lúc càng lên. Số các vị khất sĩ theo hùa về Đại Đức đã có đến 300 hoặc 400 vị. Nói tới đây, y sĩ lại nhìn Phật và xuống giọng: Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng những gì xảy ra đó không đủ để làm Thế Tôn e ngại. Nhưng điều này con xin Thế Tôn lưu ý cho con. Con nghe phong phanh là A Xà Thế muốn sớm làm vua để thi hành được những gì mà Thái tử muốn. A Xà Thế nóng ruột thấy vua cha ngồi ở trên ngôi lâu quá, cũng như Đại Đức Đề Bà Đạt Đa nóng ruột thấy Phật chưa giao quyền lãnh đạo giáo đoàn cho Đại Đức. Con nghĩ rằng chính Đại Đức Đề Bà Đạt Đa đã gieo những ý tưởng nguy hiểm vào đầu Thái tử A Xà Thế. Thế Tôn, vì phải lui tới kinh đô để chữa trị cho hoàng thượng và hoàng gia, con đã cảm thấy các nguy cơ này. Nếu vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Phật và giáo đoàn thế nào cũng bị liên lụy, xin Thế Tôn lưu ý cho. Phật nói: Kỳ Bà, cảm ơn ông đã cho Như Lai biết tình hình, biết được những gì đang xảy ra, đó là điều quan trọng. Nhưng ông đừng quá lo lắng, Như Lai sẽ sắp đặt để giáo đoàn đừng bị vương vấn vào những chuyện không may. Y sĩ Kỳ Bà lại Phật cáo từ và xuống núi. Phật dặn thầy A Nan Đà đừng tiết lộ những gì y sĩ nói cho ai biết. Mười hôm sau, trong một buổi pháp thoại lớn được tổ chức hàng tháng tại tu viện Trúc Lâm, Phật giảng về ngũ lực, tức năm loại năng lực cần thiết để nuôi dưỡng hoa trái giác ngộ. Ngũ lực là niềm tin, tín, sự chuyên cần, tấn, chánh niệm, niệm, sự chuyên tinh, định, và sự hiểu biết, tuệ. Buổi pháp thoại rất đông đảo, có trên 3000 người về tham dự, trong đó có cả quốc vương Tần Bà Sa La. Pháp thoại vừa chấm dứt, mọi người chưa có cơ hội để hỏi Phật những điểm họ chưa thấu triệt, thì Đại Đức Đề Bà Đạt Đa đã đứng dậy. Đại Đức bước lên, chắp tay cung kính làm lễ Phật, rồi bạch: Thế Tôn, năm nay tuổi Thế Tôn đã cao, sức khỏe Thế Tôn đã kém. Thế Tôn cần được nghỉ ngơi an tĩnh để bớt đi những khó nhọc trong những năm chót còn lại trên đời. Công việc lãnh đạo giáo đoàn đã trở nên quá nặng nhọc đối với Thế Tôn. Xin Thế Tôn rút về tịnh xá an nghỉ, con sẽ xin thay mặt người mà lãnh đạo giáo đoàn khất sĩ. Phật nhìn Đề Bà Đạt Đa, người trả lời: Đề Bà Đạt Đa, cảm ơn Thầy đã lo lắng cho Như Lai, nhưng Như Lai vẫn còn đủ sức để lãnh đạo giáo đoàn khất sĩ. Đại Đức Đề Bà Đạt Đa quay lại nhìn đại chúng, có khoảng 300 vị khất sĩ đứng dậy và chắp tay. Đại Đức nói: Ở đây có nhiều vị đại đức cũng nhận thấy như con, xin Thế Tôn đừng e ngại, con sẽ đủ sức lãnh đạo giáo đoàn để đỡ mệt cho người. Phật nói: Thôi, Đề Bà Đạt Đa đừng nên nói nữa. Trong số các đệ tử lớn của ta có những vị xuất sắc và xứng đáng hơn thầy nhiều, mà ta cũng chưa giao cho họ trách nhiệm lãnh đạo giáo đoàn khất sĩ, huống hồ là giao cho thầy. Thầy chưa có đủ tư cách lãnh đạo giáo đoàn khất sĩ đâu. Bị Phật chê giữa đám đông người,
trong đó có cả vua Tần Bà Sala. Đại đức Đề Bà Đạt Đa lấy làm xấu hổ, mặt thầy đỏ lên vì giận, thầy đi xuống không nói thêm một lời nào nữa. Ngày hôm sau, tại tịnh thất trên núi Linh Thứ, đại đức A Nan Đà tâm tình với Phật: Thế Tôn, con rất đau khổ vì anh ruột của con là đại đức Đề Bà Đạt Đa. Thế Tôn đã chê anh ấy trước đám đông, anh ấy sẽ tìm mọi cách để trả thù. Con nghĩ là sẽ có chia rẽ trầm trọng trong giáo đoàn. Nếu Thế Tôn thấy con cần đi nói chuyện riêng với anh ấy để khuyên nhủ, thì con xin đi. A Nan Đà, sở dĩ Như Lai phải nói nặng với Đề Bà Đạt Đa ngay giữa đám đông và trước mặt quốc vương, là vì Như Lai có ý muốn cho mọi người thấy rằng Đề Bà Đạt Đa không phải là người chủ chốt trong giáo đoàn, và những hành vi của Đề Bà Đạt Đa sau này chỉ có một mình Đề Bà Đạt Đa chịu trách nhiệm, chúng ta không phải gánh chịu trách nhiệm ấy. A Nan Đà, nếu thầy thấy nói chuyện với Đề Bà Đạt Đa có thể làm cho Đề Bà Đạt Đa hồi tâm, thì thầy cũng nên đi gặp Đề Bà Đạt Đa. Mấy hôm sau đó, y sĩ Kỳ Bà lại lên thăm Phật. Ông trình với Phật rằng ông biết Đề Bà Đạt Đa đang chuẩn bị một kế hoạch nào đó để tách rời khỏi giáo đoàn, nhưng ông không biết rõ được kế hoạch đó là kế hoạch gì. Chương 72: Chống đối im lặng. Thấm thoát mà đã đến ngày Phật nói pháp thoại tại Trúc Lâm. Kỳ nào quần chúng đi cũng thật đông, có mặt tại buổi pháp thoại cũng có quốc vương Tần Bà Sa La và có cả hoàng thái tử A Xà Thế nữa. Đại đức A Nan Đà để ý thì thấy các vị khất sĩ các nơi về đông lắm, đông gấp hai kỳ trước. Đại đức Đề Bà Đạt Đa cũng có mặt ở hàng đầu các vị khất sĩ. Đại đức ngồi giữa hai vị Xá Lợi Phất và Ca Diếp. Cũng như lần trước, sau khi Phật thuyết pháp xong, đại đức Đề Bà Đạt Đa đứng dậy, tiến lên, chắp tay lễ Phật và nói: Thế Tôn, người đã từng dạy các vị khất sĩ nên sống theo các nguyên tắc thiểu dục và tri túc, bỏ dần các ham muốn và sống thật đơn giản với những điều kiện vật chất tối thiểu. Con xin đề nghị một quy chế 5 điểm để thực hiện các nguyên tắc thiểu dục và tri túc đó. Điểm thứ nhất, các vị khất sĩ chỉ ở suốt đời trong rừng hoặc trong chốn vườn cây mà không được về ngủ ở ngoài thành phố hay trong thôn xóm. Điểm thứ hai, các vị khất sĩ chỉ đi khất thực suốt đời mà không được đáp lời mời của giới cư sĩ tới thọ trai ở nhà họ. Điểm thứ ba, các vị khất sĩ chỉ có quyền lượm vẽ rách và những mảnh vải dụng để mai lại thành y, chứ không được nhận y do giới cư sĩ cúng dường. Điểm thứ tư, các vị khất sĩ chỉ được ngủ dưới gốc cây mà không được ngủ trong phòng ốc. Điểm thứ năm, các vị khất sĩ chỉ được phép ăn chay, không được động tới thịt cá. Thế Tôn, nếu giáo đoàn khất sĩ theo đúng 5 điểm này thì chắc chắn các nguyên tắc thiểu dục và tri túc mới được thực hiện nghiêm chỉnh. Phật nói: Đề Bà Đạt Đa, Như Lai không chấp nhận sự bắt buộc phải làm theo 5 điểm ấy. Vị khất sĩ nào muốn chỉ cư trú trong chốn Viên Lâm thì được phép chỉ cư trú trong chốn Viên Lâm. Nhưng những vị khác có thể ở tu viện, tịnh xá và tạm trú tại thành phố này hay thôn lạc khi cần thiết. Vị khất sĩ nào muốn chỉ khất thực mà không muốn đến nhà đàn diệt thọ trai thì được phép chỉ đi khất thực. Nhưng những vị khác có thể đáp lời mời của giới cư sĩ tới nhà thọ trai và thuyết pháp. Vị khất sĩ nào muốn chỉ lượm vẽ rách và vải dụng để may thành y thì được phép chỉ lượm vẽ rách và vải dụng để may thành y. Nhưng những vị khác có thể thọ nhận y của giới đàn diệt cúng dường, với điều kiện là không có quá 3 y. Vị khất sĩ nào chỉ muốn ngủ dưới gốc cây thì được phép chỉ ngủ dưới gốc cây. Nhưng những vị khác có thể ngủ trong tăng xá, tịnh xá và ngủ tạm tại nhà cửa ở thành phố hay thôn lạc khi cần thiết. Vị nào muốn chỉ ăn chay thì được phép chỉ ăn chay. Nhưng những vị khác có thể tạm thọ nhận thức cúng dường mà đàn diệt đã làm sẵn, trong đó có ngũ tịnh nhục.
nghĩa là những vị đàn diệt này đã không vì các vị khất sĩ mà sát sinh. Đề Bà Đạt Đa, theo pháp chế hiện thời, các vị khất sĩ có đủ cơ hội để tiếp xúc và hướng dẫn người cư sĩ, nhất là những người mới có duyên tiếp xúc lần đầu với đạo giác ngộ. Đại đức Đề Bà Đạt Đa thưa: Như vậy là Thế Tôn không chấp nhận pháp chế năm điểm? Không, Đề Bà Đạt Đa, Như Lai không chấp nhận pháp chế của thầy đề nghị. Đề Bà Đạt Đa cúi chào Phật và trở về chỗ ngồi, miệng mỉm cười, không có vẻ gì thất vọng. Tối hôm ấy, Phật nghĩ lại tịnh xá ở tu viện Trúc Lâm. Người nói với Đại Đức A Nan Đà: A Nan Đà, Như Lai biết tâm trạng của Đề Bà Đạt Đa. Như Lai nghĩ là sẽ có chia rẽ trầm trọng trong giáo đoàn khất sĩ. Một hôm, đi khất thực trong thành phố Dương Xá, Đại Đức A Nan Đà gặp Đại Đức Đề Bà Đạt Đa. Hai người dừng lại bên đường để nói chuyện. Đại Đức Đề Bà Đạt Đa cho Đại Đức A Nan Đà biết là từ nay trở đi, Đại Đức sẽ tổ chức những lễ tụng giới, bố tát, tự tứ và an cư riêng trong giới các vị đệ tử và thân hữu khất sĩ của Đại Đức, không còn làm chung với giáo đoàn khất sĩ do Phật lãnh đạo như trước. Buồn bã, Đại Đức A Nan Đà về bạch lại với Phật: Lễ bố tát thường được thực hiện tại tu viện Trúc Lâm. Đại Đức A Nan Đà nhận thấy kỳ bố tát này có hàng trăm vị khất sĩ vắng mặt. Số lượng các vị này ít nhất là 300. Chắc hẳn là họ đi dự lễ bố tát trên tu viện tượng đầu do Đại Đức Đề Bà Đạt Đa tổ chức. Lễ bố tát và tụng giới cử hành xong, một số các vị khất sĩ tìm tới tịnh xá gặp Phật. Họ nói: Thế Tôn, những người bên phía Đại Đức Đề Bà Đạt Đa đã đến với chúng con. Họ nói rằng chúng con nên theo về giáo đoàn do sư huynh Đề Bà Đạt Đa lãnh đạo, bởi vì bên ấy pháp chế nghiêm chỉnh hơn pháp chế của Thế Tôn nhiều. Họ đưa ra pháp chế 5 điểm, pháp chế mà Thế Tôn không chấp nhận trong kỳ pháp thoại vừa rồi. Họ nói, tu hành như bên Trúc Lâm thì sướng quá, có khác gì người không tu đâu. Phật dạy pháp thiểu dục và tri túc, nhưng không chấp nhận pháp chế 5 điểm để thực hành cho đúng mức những phép ấy. Như vậy là mâu thuẫn. Thế Tôn, chúng con đã không nghe lời sư huynh Đề Bà Đạt Đa. Chúng con có đức tin nơi Phật, nơi trí tuệ và sự xét đoán của người. Nhưng có rất nhiều vị khất sĩ trẻ chưa có kinh nghiệm, nhất là những vị xuất thân từ gia chi do Đại Đức Đề Bà Đạt Đa thế độ. Những vị này thấy pháp chế 5 điểm khổ hạnh rất là hấp dẫn và đã đi theo về bên ấy. Chúng con xin tin để Thế Tôn biết. Phật dạy: Xin các thầy đừng quá lo lắng về vụ này. Điều quan trọng nhất là tự mình phải tu học và sống đời sống phạm hạnh cho xứng đáng. Mấy hôm sau, y sĩ Kỳ Bà lên thăm Phật ở trên núi Linh Thú. Y sĩ cho Phật biết là trên 500 vị khất sĩ đã theo về phía Đại Đức Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa đã đưa tất cả về trung tâm tượng đầu ở đỉnh tượng đầu và lập đại bản doanh của giáo đoàn độc lập ở đấy. Y sĩ cũng cho Phật biết là một cuộc vận động khác cũng đang âm thầm diễn biến trong lĩnh vực chính trị, trong đó có Đại Đức Đề Bà Đạt Đa có dính líu quan trọng, và ông đề nghị với Phật nên chính thức tuyên bố khai trừ Đại Đức Đề Bà Đạt Đa ra khỏi giáo đoàn khất sĩ. Tin Đại Đức Đề Bà Đạt Đa lập giáo đoàn riêng làm chấn động hết mọi giới. Đi đâu các vị khất sĩ cũng bị quần chúng chất vấn. Tất cả các thầy đều được Đại Đức Xá Lợi Phất dặn là chỉ nên trả lời như sau: những ai gây nhân xấu sẽ gặp quả xấu. Chia rẽ giáo đoàn là một trọng tội đối với đạo pháp. Một hôm, nói chuyện với các vị khất sĩ, Phật nhắc lại lời của y sĩ Kỳ Bà là phải lên tiếng về vụ Đại Đức Đề Bà Đạt Đa, phải tuyên bố rằng mình không chịu trách nhiệm gì về hành động của Đề Bà Đạt Đa, và Đề Bà Đạt Đa không còn giữ một chức vụ gì trong giáo đoàn của Phật. Đại Đức Xá Lợi Phất ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bạch với Phật: Thế Tôn, ngày xưa chúng con đã từng tán thán tài đức của sư huynh Đề Bà Đạt Đa trước mặt mọi người.
Bây giờ nếu chính chúng con lại đi tố giác sư huynh của chúng con thì chướng lắm, ngó sao được. Phật nói: Xá Lợi Phất, ngày xưa tán thán tài đức của Đề Bà Đạt Đa trước đám đông, thầy có nói sự thật không? Bạch Thế Tôn, ngày xưa tán thán tài đức của sư huynh Đề Bà Đạt Đa, con đã nói sự thật. Vậy bây giờ nếu tố giác Đề Bà Đạt Đa, thầy có nói sự thật không? Bạch Thế Tôn, nếu bây giờ đi tố giác sư huynh Đề Bà Đạt Đa, con cũng sẽ nói sự thật. Phật dạy: Vậy thì có gì là chướng ngại đâu, vấn đề là nói ra sự thật mà thôi. Những ngày sau đó, trong dịp tiếp xúc với quần chúng, các vị khất sĩ báo tin cho thiên hạ biết là đại đức Đề Bà Đạt Đa đã bị khai trừ ra khỏi giáo hội. Các vị khất sĩ cũng nói thêm: Từ nay Phật và giáo đoàn không còn chịu trách nhiệm gì về hành động của đại đức Đề Bà Đạt Đa nữa. Trong khi đó, hai đại đức Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên vẫn luôn giữ thái độ im lặng. Họ không mở miệng để nói bất cứ một lời nào dù được quần chúng hỏi. Thấy thái độ ấy, đại đức Ananda hỏi: Các sư huynh không nói gì hết, có lẽ các sư huynh đã có chủ ý. Sư huynh Ananda, đúng như vậy, chúng tôi có chủ ý. Chúng tôi sẽ phụng sự Phật và giáo đoàn bằng những phương tiện khác. Trong giới quần chúng có những người xì xào bàn tán, cho rằng các vị khất sĩ tố cáo giáo đoàn độc lập vì thù ghét và ganh tị. Nhưng cũng có nhiều người nghĩ rằng có những lý do sâu kín bên trong mà họ chưa thấy được. Những người này vẫn có đức tin vững chãi nơi Phật và giáo đoàn. Một buổi sáng, trong lúc trời còn mưa gió nặng nề, dân chúng ở thủ đô được tin là Hoàng thượng Tần Bà Sa La thoái vị và nhường ngôi cho con là Hoàng Thế tử A Xà Thế. Lễ đăng quang của Thế tử sẽ được tổ chức trong vòng 10 hôm vào ngày trăng tròn sắp tới. Tin này Phật không được nghe trực tiếp từ quốc vương Tần Bà Sa La mà đã nghe qua các vị khất sĩ. Từ trước đến nay, chưa bao giờ vua Tần Bà Sa La lấy một quyết định quan trọng như thế mà không trực tiếp báo tin cho Phật biết. Mấy hôm sau, Kỳ Bà lên hầu Phật và xin phép được nói chuyện riêng với người. Phật mời ông đi thiền hành với Phật trên sườn núi. Hai thầy trò im lặng đi và thở. Đến cuối thiền lộ, Phật chỉ vào một phiến đá mời Kỳ Bà ngồi. Người cũng ngồi xuống một phiến đá khác. Kỳ Bà cho Phật biết là Hoàng Thái tử A Xà Thế đã ra lệnh nhốt vua Tần Bà Sa La trong cung cấm và không cho ai ra vào thăm hỏi, trừ Hoàng hậu Di Đề Hy. Hoàng Thái tử cũng bắt giam hai vị đại thần thân tín nhất của vua vì sợ những người này âm mưu cản trở việc lên ngôi của Hoàng Thái tử. Ban đầu thì Thái tử chỉ cấm không cho hai người này vào thăm vua thôi, nhưng sau đó vì chưa an tâm nên Thái tử bắt giữ luôn họ. Gia đình các vị này được thông báo là các vị được lưu lại ăn ngủ trong cung để luận bàn chính sự trong vòng 7 hôm. Sự thật thì họ đang bị nhốt trong cung cấm, mỗi người một phòng riêng. Y sĩ Kỳ Bà cho Phật biết là những chuyện trên hoàn toàn được giữ bí mật. Sở dĩ ông được biết là vì ông đã có cơ hội tới chữa trị cho Hoàng hậu Di Đề Hy. Hoàng hậu đã thuật lại hết sự thật cho ông và nhờ ông lên núi bạch với Phật tất cả tự sự. Kỳ Bà kể cho Phật nghe chi tiết của tất cả những gì đã xảy ra. Một hôm, cách đây gần cả tháng, Ngự Lâm Quân thấy Thái tử đột nhập vào cung vua trong đêm khuya. Thấy dáng dấp Thái tử có vẻ khả nghi, Ngự Lâm Quân đã chặn Thái tử lại để lục soát và tìm thấy một thanh gươm giấu trong áo của Thái tử. Họ đưa Thái tử vào gặp vua, trình lên vua thanh gươm và kể lại tự sự. Vua hỏi: À xà thế, ban đêm cô mang gươm vào cung để làm gì? Tâu phụ vương, con muốn hành thích phụ vương. Tại sao con lại muốn giết ta? Tâu phụ vương, con muốn làm vua. Làm vua thì làm vua, tại sao con phải giết cha? Nếu con muốn làm vua, con chỉ cần nói lên một tiếng là ta thoái vị lập tức và con có thể lên làm vua ngay. Tâu phụ vương, con
Con không biết như vậy. Con đã lỡ lầm. Con xin phụ vương tha tội cho con. Ai đã xúi dục con làm chuyện này? Thái tử A Xà Thế im lặng. Vua gặng hỏi một hồi thì thái tử tiết lộ là đại đức Đề Bà Đạt Đa. Vua cho gọi hai vị đại thần thân tín của vua vào cung. Ngay lúc nửa đêm, vua thuật hết cho họ nghe và hỏi ý kiến của họ. Một vị nói rằng tội ám sát vua là tội phải chịu xử trảm và đề nghị đem chém đầu các tội phạm, trong đó có thái tử A Xà Thế, khất sĩ Đề Bà Đạt Đa và tất cả các vị khất sĩ. Trẫm không muốn giết A Xà Thế vì nó là con của trẫm. Trẫm cũng không muốn giết các vị khất sĩ bởi vì các vị khất sĩ đã từng tuyên bố là họ không chịu trách nhiệm về hành động của Đề Bà Đạt Đa. Trẫm thấy trong vụ này Phật là người sáng suốt nhất. Người đã tiên đoán được những gì sẽ xảy ra, cho nên người đã cho công bố không chịu trách nhiệm về Đề Bà Đạt Đa. Trẫm cũng không muốn giết Đề Bà Đạt Đa vì dù sao Đề Bà Đạt Đa cũng là một vị khất sĩ nổi tiếng và lại là em chú bác của Phật. Vị đại thần thứ hai lên tiếng. Lòng từ bi của bệ hạ thật không ai có thể sánh bằng. Bệ hạ thật xứng đáng là học trò của Đức Thế Tôn. Vậy bệ hạ định thu xếp như thế nào? Vua nói. Ngày mai Trẫm sẽ hạ chiếu cho bạn dân thiên hạ biết là trẫm thoái vị và nhường ngôi cho con trẫm là A Xà Thế. 10 hôm sau thái tử sẽ đăng quan. Vậy còn tội mưu sát, trẫm tha thứ cho con trẫm và cho khất sĩ Đề Bà Đạt Đa. Mong rằng hai người thấy được tấm lòng của trẫm mà học được chút gì từ đức độ của trẫm. Hai vị đại thần lạy xuống, thái tử A Xà Thế cũng lạy xuống. Vua dặn các quan giữ nội vụ thật bí mật và thi hành ngay những quyết định của vua bắt đầu từ giờ phút ấy. Ngay sau khi chiếu chỉ thoái vị của vua được ban hành, đại đức Đề Bà Đạt Đa đã về ngay kinh đô để hội kiến với thái tử. Thái tử có nói với hoàng hậu Di Đề Hy là đại đức Đề Bà Đạt Đa đã được thái tử mời về để bàn luận về lễ đăng quan của thái tử. Nhưng hoàng hậu cho biết chỉ 2 hôm sau cuộc đàm luận đó, thái tử ra lệnh cô lập vua trong cung cấm và bắt giữ luôn hai vị đại thần. Y sĩ Kỳ Bà nói: Lạy Phật, con mong là sau lễ đăng quan A Xà Thế sẽ trả tự do lại cho thượng hoàng và cho hai vị đại thần bị giam giữ. Trình xong mọi việc, Kỳ Bà lạy Phật và xuống núi. Ngày mai lại, Phật tiếp sứ giả của triều đình mời Phật và các vị khất sĩ tới dự lễ đăng quang của thái tử. Chính quân đội đi tổ chức kết nghinh môn và treo cờ đèn ở khắp nơi trên thủ đô. Phật được cho biết là đại đức Đề Bà Đạt Đa và trên 600 vị khất sĩ theo thầy đều đã có mặt tại thủ đô để tham dự lễ đăng quang này. Phật cho gọi đại đức Xá Lợi Phất, người nói: Này Xá Lợi Phất, Như Lai sẽ không về kinh dự lễ đăng quang, và Như Lai mong rằng tất cả các vị khất sĩ của giáo đoàn cũng không nên về kinh dự lễ. Chúng ta không nên can dự vào công việc ác đức này. Đại đức Xá Lợi Phất nói: Lại Phật, con hiểu. Con sẽ thông bạch với đại chúng là Thế Tôn sẽ không về dự lễ đăng quang, và Thế Tôn muốn các vị khất sĩ trong giáo đoàn cũng không về dự lễ này. Và đại đức rút luôn. Ngày lễ đăng quang của vua mới đã tới. Không thấy Phật và các vị khất sĩ trong giáo đoàn do người lãnh đạo, quần chúng bắt đầu đặt câu hỏi. Và từ câu hỏi, họ tìm ra được sự thật. Họ biết thượng hoàng và hai vị đại thần đang bị giam giữ. Họ biết được là sau lễ đăng quang, vua mới cũng không trả tự do lại cho thượng hoàng và hai vị đại thần này. Họ bắt đầu hiểu được ý Phật. Trong quần chúng nổi lên một phong trào âm thầm chống đối đường lối thiếu nhân nghĩa của triều đình mới.
quần chúng bắt đầu phân biệt được sự khác nhau giữa giáo đoàn của Phật và giáo đoàn của Đại Đức Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa đã bắt đầu tự xưng là một vị giáo chủ. Nhiều giới đàn Việt, trước khi cúng dường cơm vào bát vị khất sĩ, đã hỏi thăm là vị khất sĩ thuộc về giáo đoàn nào, và họ từ chối không cúng dường cho những vị khất sĩ thuộc giáo đoàn độc lập. Thái độ của họ là để đối kháng lại sự phản bội của Đề Bà Đạt Đa cũng như của ông vua mới. Vua A Xà Thế được báo cáo về phong trào chống đối âm thầm này, vua rất giận. Nhưng vua không thể dùng quyền lực để bắt giam Phật hoặc đàn áp các vị khất sĩ trong giáo đoàn. Vua biết, nếu vua động đến Phật và giáo đoàn một cách trực tiếp, thì không những vua sẽ bị dân chúng trong nước chống đối, mà còn có thể bị cô lập ngoại giao đối với các nước lân bang nữa. Vua biết rõ là Phật rất được ngưỡng mộ ở các nước này, nhất là ở vương quốc Câu Tắc La. Quốc vương Vasanadi có thể đem quân sang chinh phạt nếu ngài nghe vua động tới Phật. Vua triệu Đại Đức Đề Bà Đạt Đa vào cung để vấn kế. Chương 73. Những vắt cơm giấu trong mái tóc. Một đêm nọ, khi đang tọa thiền ngoài sân tịnh thất trên núi Linh Thú, Phật mở mắt và thấy có người đứng lấp ló sau cây đại thọ. Phật lên tiếng mời người ấy đến. Dưới ánh trăng vằng vặc, người ấy đặt gươm xuống sân đất và quỳ xuống lạy Phật như thế sao? Phật hỏi: Ông là ai? Đến đây để làm gì? Con xin lại Sa Môn Cồ Đàm. Con xin lại Sa Môn Cồ Đàm. Con chân định tới đây để giết ngài, nhưng mà con thấy ngài con không dám. Con đã cầm gươm định bước tới có hơn 10 lần rồi, mà không lần nào con dám bước tới. Con quyết định thôi không giết ngài nữa. Nhưng con lại sợ, nếu con không giết ngài thì khi về, con cũng sẽ bị chủ tướng con giết chết. Con chưa biết làm sao thì Sa Môn gọi con vào. Con xin lại Sa Môn Cồ Đàm, con xin lại Sa Môn Cồ Đàm. Phật hỏi: Ai đã sai anh đến giết Như Lai? Chủ tướng của con, nhưng con không dám nói tên chủ tướng của con đâu. Anh không nói cũng được, nhưng chủ tướng của anh nói với anh như thế nào? Bạch Sa Môn, chủ tướng của con chỉ cho con đường phải đi lên núi và chỉ cho con một con đường khác để trở về sau khi làm xong nhiệm vụ. Anh có vợ con gì không? Bạch Sa Môn, con chưa có vợ con gì cả. Con có một bà mẹ già. Anh nghe đây, nghe cho thật kỹ và làm theo cho thật đúng. Anh hãy về nhà ngay đi và đem mẹ anh vượt biên giới trốn sang nước Câu Tắc La ngay lập tức. Anh đưa mẹ sang bên ấy tị nạn và sinh sống. Nhưng anh đừng xuống núi bằng con đường mà chủ tướng của anh đã chỉ bày. Nếu xuống núi bằng con đường ấy, anh sẽ bị mai phục giết chết giữa đường. Anh xuống núi bằng một con đường khác, đi ngay đi. Người lạ mặt lạy xuống một lạy nữa rồi đi mất, để lại thanh gươm trên nền đất. Sáng hôm sau, hai đại đức Xá Lợi Phất và một kiền liên tìm tới giếng Phật. Hai vị bạch: Chúng con nghĩ là để lúc chúng con phải đi qua bên ấy để giúp các anh em khất sĩ đã vì vẹo dột mà đi lầm đường lạc lối. Chúng con xin phép Phật cho chúng con vắng mặt một thời gian. Phật nhìn hai vị đại đệ tử: Các thầy đi thì đi, nhưng các thầy hãy giữ gìn cẩn thận và làm mọi cách để bảo toàn thân mạng. Vừa lúc ấy, Đại Đức Xá Lợi Phất trông thấy thanh gươm trên nền đất. Đại Đức đưa mắt nhìn Phật, không nói. Phật gật đầu: Đúng như thế. Hồi hôm có anh lính được lệnh lên ám sát Như Lai, nhưng đã được Như Lai độ cho rồi. Thanh gươm ấy cứ để đó. Chừng nào cư sĩ Kỳ Bà lên núi, Như Lai sẽ nhờ cư sĩ đem xuống núi. Đại Đức Mục Kiền Liên nhìn bạn: Bỏ Phật mà đi trong lúc này để không được an tâm, sư huynh nghĩ sao? Xá Lợi Phất chưa trả lời thì Phật nói: Các thầy cứ an tâm mà đi. Như Lai có đủ tỉnh thức để tránh được những tai họa có thể xảy tới. Hai vị đại đệ tử sụp lại thầy trước khi xuống núi.
chiều hôm ấy có mấy vị khất sĩ từ tu viện Trúc Lâm lên thăm Phật. Thấy Phật họ không nói năng gì cả, họ chỉ đứng ôm mặt khóc. Phật hỏi: Này các vị khất sĩ, tại sao các vị khóc? Một vị khất sĩ lau nước mắt và trả lời Phật: Thế Tôn, chúng con vừa từ Trúc Lâm về, giữa đường chúng con gặp hai sư huynh Xá Lợi Phất và một kiền liên. Chúng con có hỏi hai sư huynh đi đâu, hai sư huynh nói là đi qua Tượng Đầu. Chúng con buồn quá nên chúng con khóc. Hơn 500 vị khất sĩ đã bỏ Phật mà đi rồi, bây giờ hai vị đệ tử lớn nhất của Phật cũng bỏ Phật đi nữa, thì chúng con không buồn sao được? Phật bật cười, người an ủi các thầy khất sĩ: Này các vị khất sĩ, các vị đừng buồn nữa. Như Lai biết là ở đâu, lúc nào, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên cũng không phản bội Như Lai đâu. Nghe Phật nói, các vị khất sĩ cảm thấy yên dạ hơn. Họ xin phép được ngồi im lặng một lát với chân Phật. Ngày hôm sau, Phật được y sĩ Kỳ Bà mời về tịnh xá riêng của ông trong vườn xoài để thọ trai. Đại đức A Nan Đà cùng đi với người. Phật và đại đức A Nan Đà vừa thọ trai xong thì Kỳ Bà thông báo có hoàng thái hậu Chi Đề Hy đến thăm ông, và vì nghe nói có Phật ở đây nên thái hậu xin vào viếng người. Phật biết cuộc viếng thăm này đã được y sĩ Kỳ Bà sắp đặt trước, người cho mời thái hậu vào. Lại Phật xong, thái hậu bật khóc nức nở. Phật để yên cho thái hậu khóc. Một hồi sau người nói: Có chuyện gì xin thái hậu cho Như Lai biết. Thái hậu nói: Bạch Thế Tôn, tình trạng thượng hoàng rất nguy ngập. A Xà Thế quyết định bỏ đói thượng hoàng cho đến chết, nó không cho con đem thức ăn vào cho thượng hoàng nữa. Rồi bà kể cho Phật nghe rằng mới hôm đầu tháng bà còn được phép mang cơm vào cho thượng hoàng Tần Bà Sa La. Nhưng sau đó mấy hôm, khi bà vào thăm thượng hoàng, quân lính chặn lại và lấy mất thức ăn. Bà vào thăm thượng hoàng mà chỉ biết ngồi khóc. Thượng hoàng an ủi bà, nói rằng người không oán giận A Xà Thế. Ngài nói, ngài nhịn đói mà băng cũng được, miễn là nước nhà không bị một cuộc nội chiến tàn phá. Sáng ngày hôm sau, bà giấu mấy giấc cơm nhỏ trong tóc của bà, và bà cũng mang trên tay ít thực phẩm để vào thăm thượng hoàng. Bọn lính canh chặn bà lại, lấy mất thức ăn trên tay bà, nhưng không biết bà có giấu cơm trong mái tóc. Thượng hoàng đã ăn cơm ấy. Bà đã làm như thế được 8 hôm. Thấy thượng hoàng không chết, A Xà Thế bắt quân lính khám xét bà rất kỹ. Chúng tìm thấy cơm trong tóc bà. Vậy là bà không thể đem cơm vào cho thượng hoàng được nữa. Ba hôm sau, bà nghĩ ra được một cách mới. Bà nấu một loại đề hồ đặc gồm có sữa, mật ong và bột. Bà tắm gội sạch sẽ, lau mình thật khô, rồi trát một lớp đề hồ lên thân thể, đợi cho ráo rồi mới mặc xiêm y. Quân canh không thấy có thức ăn và cơm giấu trong tóc, liền để cho bà vào. Vào tới nơi, bà cởi áo và bóc lớp đề hồ ra để thượng hoàng ăn tạm. Bà đã làm được 2 lần như thế, nhưng bà rất sợ là trong một vài tuần, mưa của bà sẽ bị khám phá và bà sẽ không còn được phép vào thăm thượng hoàng nữa. Kể tới đây, thái hậu lại ôm đầu khóc. Phật lặng thinh. Một lát sau, người hỏi về tình trạng sức khỏe của thượng hoàng, về vật chất cũng như về tinh thần. Thái hậu nói thượng hoàng đã ốm đi nhiều, nhưng vẫn còn khương triện. Tinh thần thượng hoàng rất cao, ngài không tỏ vẻ oán hận hay buồn rầu gì cả. Ngài vẫn còn cười nói như không có chuyện gì xảy ra. Thì giờ trong tù, ngài dùng vào việc thiền tọa và thiền hành. Có một hành lang khá dài, ngài thường đi thiền hành dọc hành lang đó. Phòng giam ngài có một cánh cửa có chấn song. Từ khung cửa ấy, ngài có thể nhìn thấy núi Linh Thứ. Ngài ngồi trước cửa ấy để nhìn về Linh Thứ mỗi ngày, ngồi rất lâu, ngồi thiền. Thượng hoàng cũng ngồi ở đấy, mặt xoay về núi Thứ. Phật hỏi thái hậu xem bà đã đưa tin về vua Basena đi chưa. Bà nói là bà chưa có phương tiện. Phật nói người sẽ nhờ một vị khất sĩ đưa tin về Xá Vệ giúp bà. Thái hậu tạ ơn Phật.
Bà kể cho Phật nghe là hồi A Xà Thế chưa sinh, các chim tinh gia đã đoán rằng A Xà Thế là người sẽ phản lại vua cha. Bà nói, hồi bà còn mang thái tử, một hôm không biết gì cớ gì mà bà rất thèm cắn vào bàn tay của vua Tần Bà Sa La mà hút máu. Bà hoảng kinh, không ngờ rằng chính bà mà lại có được cái ý tưởng và cái thèm khát ghê gớm đó. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ bà dám nhìn người ta giết một con gà hay một con cá. Bà rất sợ khi thấy máu chảy. Nhưng hôm ấy, thật sự là bà muốn cắn tay vua để hút máu trong tay ngài. Bà chống trả lại sự thèm khát đó một cách tuyệt vọng. Cuối cùng bà ôm mặt khóc nức nở và cảm thấy tủi hổ vô cùng. Một hôm khác, trong bữa ăn, vua Tần Bà Sa La cầm dao gọt trái cây làm sau đó mà bị đứt tay. Mấy giọt máu chảy ra. Lập tức bà ôm lấy tay vua đưa miệng hút máu chỗ bị thương. Vua rất lấy làm lạ, nhưng vẫn để cho bà hút. Hút xong mấy giọt máu, bà nằm lăn ra khóc nức nở. Hoảng kinh, vua tới nâng bà dậy hỏi han. Bà phải nói cho vua nghe cái thèm muốn ghê gớm đó của bà. Bà đã chống trả lại một cách kịch liệt, nhưng cuối cùng bà đã bị thua. Bà biết cái thai trong bụng bà đã là nguyên nhân đưa đến cái thèm khát kỳ dị đó. Các chim tinh gia được vua mời tới đều nói rằng đứa con trong bụng sau này sẽ làm hại vua và đề nghị nên tiêu diệt nó. Vua Tần Bà Sa La không chịu, bà cũng không chịu. Tuy nhiên, khi sinh thái tử đã được đặt tên là A Xà Thế, tên này nghĩa là kẻ thù không sinh ra. Phật khuyên bà đừng nên vào thăm Thượng Hoàng mỗi ngày, cứ 2 hoặc 3 ngày thì mới nên vào một lần để vua A Xà Thế khỏi nghi. Mỗi lần vào thăm như thế, bà có thể ở lại với vua thật lâu. Đề hồ bốc ra, nên để dành và ăn mỗi ngày một ít thôi, đề phòng bị trường hợp Thái Hậu bị cấm vào thăm viếng. Dặn dò Thái Hậu xong, Phật từ giả Kỳ Bà và trở về núi Thú. Chương 74. Tiếng rú của con voi chúa. Các đại đức Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã trở về tu viện Trúc Lâm sau hơn 1 tháng cư trú tại Tượng Đầu với đại đức Đề Bà Đạt Đa và giáo đoàn mới. Tất cả các vị khất sĩ khác trong tu viện đều mừng rỡ khi thấy 2 vị trở về. Họ hỏi thăm 2 vị rối rít về tình hình ở Tượng Đầu. 2 vị mỉm cười mà không trả lời. Mấy hôm sau, các vị khất sĩ trong giáo đoàn của đại đức Đề Bà Đạt Đa theo gót 2 vị đại đức Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên trở về Trúc Lâm rất đông. Đã có tới trên 300 vị bỏ trung tâm Tượng Đầu để trở về với Phật. Các vị khất sĩ thường trú tại tu viện vui mừng khôn xiết. Họ tổ chức đón tiếp các vị từ Tượng Đầu về một cách rất nồng hậu. 4 hôm sau, đại đức Xá Lợi Phất kiểm điểm lại số lượng các vị khất sĩ đã từ Tượng Đầu trở về với Phật. Đại đức đếm được 385 người. Cùng với Mục Kiền Liên, đại đức Xá Lợi Phất hướng dẫn ngót 400 vị khất sĩ này lên núi Linh Thú. Đứng trên sân Tịnh Xá, Phật đã trông thấy đoàn khất sĩ do 2 vị đệ tử lớn của Phật hướng dẫn đang leo dần các bậc đá để lên núi. Khi đoàn này leo tới nơi, đại chúng thường trú trên núi Linh Thú vui mừng khôn xiết kể. Họ xúm lại để hỏi thăm. Trong khi đó, 2 đại đức Xá Lợi Phất tiến về phía tịnh thất của Phật. 2 vị đảnh lễ Phật và được Phật mời ngồi. Đại đức Xá Lợi Phất mỉm cười. Lạy Phật, chúng con đã đem về được cho giáo đoàn gần 400 vị khất sĩ đi lạc. Phật hỏi, các thầy giỏi lắm, các thầy đã làm thế nào để mở mắt ra cho họ? Đại đức Mục Kiền Liên nói, bạch Thế Tôn, khi chúng con đến thì sư huynh Đề Bà Đạt Đa đã thọ trai xong và đang sửa soạn thuyết pháp. Đề Bà Đạt Đa bắt chước làm hệt như Thế Tôn. Thấy chúng con đến, Đề Bà Đạt Đa tỏ ý mừng rỡ. Đề Bà Đạt Đa gọi sư huynh con tới và mời sư huynh con ngồi chung trên pháp tọa. Sư huynh con từ chối và chỉ ngồi xuống một bên. Con ngồi phía bên kia, Đề Bà Đạt Đa nói với các vị khất sĩ. Hôm nay có các đại đức Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đến với chúng ta. Đây là một tin vui rất lớn.
Đại đức Xá Lợi Phất đã từng là một người bạn rất thân của ta. Nhưng có mặt đại đức ở đây, xin mời đại đức phụ trách nói buổi pháp thoại hôm nay. Nói xong, Đề Bà Đạt Đa hướng về phía sư huynh con và chắp tay mời. Sư huynh con nhận lời và bắt đầu thuyết pháp. Sư huynh nói về bốn sự thật mầu nhiệm. Sư huynh thuyết pháp thật hay, khiến mọi người đều nghe một cách chăm chú. Con để ý thì thấy Đề Bà Đạt Đa liêm diêm ngủ. Có lẽ vì lo nhiều việc cho nên Đề Bà Đạt Đa mỏi mệt. Nửa phần sau của pháp thoại, Đề Bà Đạt Đa đã ngủ khì. Chúng con ở lại tượng đầu hơn một tháng và tham dự vào tất cả những hoạt động của giáo đoàn bên đó. Cứ ba hôm một lần, sư huynh con lại thuyết pháp và giảng dạy cho các vị khất sĩ. Sư huynh con dạy dỗ họ một cách tận tình. Có lần con thấy cô Kalita, người phụ trá số một của Đề Bà Đạt Đa, thì thào to nhỏ với Đề Bà Đạt Đa, dường như có ý khuyên Đề Bà Đạt Đa đừng tin ở chúng con. Nhưng hình như Đề Bà Đạt Đa không đồng ý. Đề Bà Đạt Đa rất thích khi thấy có người phụ trách dạy dỗ các vị khất sĩ thay cho mình, nhất là khi người ấy là một người xuất sắc như sư huynh của con. Một hôm, sau buổi thuyết pháp nói về tứ niệm xứ, sư huynh của con nói với đại chúng như sau: "Các huynh đệ, chiều hôm nay, tôi và sư đệ tôi sẽ từ giã các huynh đệ. Chúng tôi sẽ về với Phật và với giáo đoàn khất sĩ do Đức Thế Tôn lãnh đạo. Thưa các vị huynh đệ, chúng ta chỉ có một bậc chánh biến tri giác trên đời mà thôi. Người ấy là Sa Môn Cồ Đàm. Phật là người sáng lập ra giáo đoàn khất sĩ, là nguồn gốc của tất cả chúng ta. Tôi tin rằng, nếu các huynh đệ trở về, các huynh đệ sẽ được Đức Thế Tôn mở rộng tầm tay mà đón vào lòng người như cũ. Thưa các huynh đệ, không có điều gì làm đau nhức bằng việc giáo đoàn bị chia rẽ. Một đời tôi chỉ thấy có Phật là bậc đạo sư chính đáng cho tất cả chúng ta. Hai huynh đệ tôi xin chào các huynh đệ. Nếu các huynh đệ muốn trở về với Phật, thì các huynh đệ tìm về tu viện Trúc Lâm. Chúng tôi sẽ chờ quý vị ở đó và sẽ đưa quý vị lên núi Linh Thứ để gặp Phật. Thế Tôn, hôm ấy Đề Bà Đạt Đa có công việc phải về kinh đô. Cô Kalita đứng dậy phản đối, nhưng chúng con làm lơ đi như không nghe gì. Chúng con im lặng ôm y bác rời núi tượng đầu và đi về tu viện Venuvana. Chúng con ở đó được 5 hôm thì có tất cả 385 vị từ tượng đầu tìm về. Đại đức Xá Lợi Phất bạch: Thế Tôn, 385 vị này có cần phải làm lễ xuất gia thọ đại giới lại hay không? Nếu cần, con sẽ làm lễ cho họ trước khi đưa họ lên làm lễ Thế Tôn. Phật nói: Thôi, Xá Lợi Phất, đừng bắt họ làm lễ xuất gia và thọ đại giới trở lại. Cho họ làm lễ phát lộ sám hối trước đại chúng là đủ. Hai vị đại đức cúi đầu làm lễ Phật rồi rút lui. Trong những ngày kế tiếp, có 35 vị khất sĩ nữa từ tượng đầu trở về với Phật. Đại đức Xá Lợi Phất cũng cho họ làm lễ phát lộ sám hối, rồi cho họ lên trình diện Phật. Số các vị khất sĩ trở về với giáo đoàn đã lên tới 410 vị. Đại đức A Nan Đà có đến nói chuyện với 35 vị khất sĩ vừa mới từ tượng đầu trở về. Đại đức hỏi về tình hình bên đó. Các thầy cho biết là khi từ Dương Xá trở về, thấy 400 đồ chúng đã bỏ đi về với Phật. Đại đức Đề Bà Đạt Đa giận tím mặt. Đại đức không nói gì hết trong nhiều ngày liên tiếp. A Nan Đà hỏi: Các sư huynh Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã nói gì với các huynh đệ mà các huynh đệ bỏ Đề Bà Đạt Đa để về với Phật đông như thế? Một thầy đáp: Các sư huynh có nói gì đâu. Các sư huynh không hề động tới đại đức Đề Bà Đạt Đa, không hề thốt ra một lời nào để nói xấu giáo đoàn bên ấy. Các sư huynh chỉ thuyết pháp và dạy dỗ anh em chúng tôi hết lòng mà thôi. Phần lớn anh em chỉ mới có 2 hoặc 3 năm tuổi tu là cùng, thành ra anh em còn non yếu lắm. Nghe sư huynh Xá Lợi Phất thuyết pháp, được sư huynh Mục Kiền Liên dạy dỗ, anh em mới thấy rằng giáo pháp của Phật cao siêu mầu nhiệm vô cùng. Đệ tử của Phật như hai sư huynh mà đạo đức còn cao viễn và học thức còn thâm uyên như thế, huống gì là Phật. Đại đức Đề Bà Đạt Đa nói thì hay lắm, nhưng làm thì không được bằng hai sư huynh đâu. Vì vậy, sau khi hai sư huynh đi rồi, anh em bàn luận với nhau và quyết định trở về với Phật. Vậy còn đại đức Cô Kalita?
Đại đức cô Kalita thấy anh em bỏ đi lấy làm tức giận lắm. Đại đức lên tiếng nguyền rủa hai sư huynh thậm tệ. Nhưng mà điều này chỉ làm cho anh em chán đại đức thêm và ý định quay về giúp Phật lại mạnh mẽ hơn lên. Một buổi chiều, trong khi Phật đang đứng trên sườn núi ngắm cảnh trời chiều, thì bỗng có tiếng một vị khất sĩ la hoảng lên: Thế Tôn, coi chừng, có đá lăn xuống phía sau lưng. Phật ngoảnh lui nhìn, một tảng đá lớn bằng một chiếc xe bò đang từ trên đỉnh núi lăn xuống hướng về phía người. Tảng đá lăn xuống với một tốc độ kinh khiếp. Phật bước mấy bước tránh sang phía bên. Chỗ người đứng toàn là những mô đá nên sự di chuyển rất khó khăn nếu không có đủ thì giờ. May quá, tảng đá lăn xuống gần tới chỗ Phật đứng thì bị hai tảng đá nhỏ chụm nhau chặn lại. Nhưng sự va chạm với ba tấm đá làm văng ra một mảnh đá nhọn. Mảnh đá nhọn này bay trúng vào chân trái của Phật và làm Phật bị thương nơi ngón chân. Máu chảy thấm ướt chéo áo cà sa của người. Nhìn lên, Phật thấy bóng một người đang tìm cách chạy trốn. Vết thương nơi bắp chân làm Phật đau lắm. Người lấy áo Sanati xếp lại làm tư, trải xuống đất, nằm nghiêng về bên mặt theo tư thế sư tử tọa. Chân bị thương đặt lên chân không bị thương và theo dõi hơi thở để làm dịu xuống sự đau đớn. Giờ vị khất sĩ chạy đến bên Phật, một người nói: Đây chắc là Đề Bà Đạt Đa chứ không còn ai khác nữa. Tôi cũng nghĩ như vậy, đúng là Đề Bà Đạt Đa rồi. Một người khác nói: Các huynh đệ phải chia nhau ra canh giữ bốn phía núi để bảo vệ cho Thế Tôn, mau đi. Mỗi người một câu, người chạy đi kẻ chạy tới. Các vị khất sĩ làm náo động cả không khí tĩnh mịch của buổi chiều. Phật nói: Các thầy đừng la ó, đừng làm ồn ào. Không việc gì phải la ó và làm ồn ào. Như Lai không cần người canh giữ, Như Lai không cần người bảo vệ. Tất cả các vị hãy trở về lưu xá của mình đi. A Nan Đà, thầy hãy nhờ chú Sa Di Kunda đi mời y sĩ Kỳ Bà về đây. Mọi người làm theo lời Phật dạy. Chỉ trong một vài hôm, tin Phật bị mưu sát hai lần được truyền đi khắp thủ đô. Quần chúng ngẩn ngơ và kinh hoàng. Quần chúng đang xôn xao thì đồng một cái có tin Thượng Hoàng Tần Bà Sa La Băng Hà. Không biết vì kẻ hở nào mà dân chúng khắp nơi biết được rằng Thượng Hoàng đã băng trong ngục thất. Một niềm xót thương dâng lên trong lòng người. Ai nấy đều nhìn về núi Linh Thứ như là một biểu tượng của một sự đối kháng đạo đức. Càng thương xót Thượng Hoàng bao nhiêu thì thiên hạ càng mến phục Phật bấy nhiêu. Phật tuy không nói gì nhưng người đã nói thay được tiếng nói của lòng người. Thượng Hoàng Tần Bà Sa La thọ 67 tuổi. Thượng Hoàng nhỏ hơn Phật 5 tuổi. Năm quy y làm đệ tử Phật, Thượng Hoàng mới có 31 tuổi. Lên ngôi từ năm 15 tuổi, Thượng Hoàng đã trị vì trong 52 năm. Chính Thượng Hoàng đã xây dựng lại kinh đô Dương Xá mới sau khi kinh đô cũ bị hỏa hoạn tàn phá. Trong 52 năm, đất nước Ma Kiệt Đà luôn được hòa bình, chỉ trừ có một lần lâm chiếm với Vương quốc Ương Già. Trong cuộc chiến tranh đó, quốc vương Brahma Datta của xứ Ương Già đã thua trận và xứ Ương Già đã trở nên một thuộc vương quốc Ma Kiệt Đà. Khi quốc vương Tasila Pukkusati lên cầm quyền ở Ương Già, quốc vương Tần Bà Sa La đã thiết lập liên lạc thân hữu với vị vua này và đưa vua này đến với đạo Phật. Để có hòa bình lâu dài với các nước, quốc vương Tần Bà Sa La đã thiết lập liên hệ thân tộc với các hoàng gia. Vua cưới công chúa Kosala Devi, em ruột của quốc vương Basenadi, và lập làm chánh hậu hiệu Di Đề Hy. Vua cũng có thứ hậu từ các hoàng tộc Madra và Lisa. Chị ruột của vua cũng được gả cho quốc vương Câu Tắc La làm thứ hậu. Vua Tần Bà Sa La từng tỏ lòng thương kính Phật bằng cách xây một chiếc tháp đựng tóc và móng tay của người ngay trong vườn ngự uyển. Vua thường nhắc các công nhân đốt hương trầm và thắp đèn nến quanh tháp để cúng dường và để tỏ lòng biết ơn giáo hóa của Phật. Vua lại giao cho công nhân Srimati phụ trách vụ chăm sóc quét tước tháp và dung bón hoa cỏ quanh tháp.
Một hôm nọ, trong khi Phật và một số các thầy đi khất thực trên con đường quen thuộc dẫn về thủ đô, Đại Đức A Nan Đà nhát thấy bóng một con voi lớn từ chuồng voi hoàng gia sổng ra và đang chạy về phía mình. Đại Đức hoảng kinh, con voi này ai cũng đã nghe tiếng, đó là con voi dữ nhất trong Dương quốc, nó tên là Nalagiri. Tại sao người ta lại để cho Nalagiri sổng chuồng ra như thế? Vừa lúc đó, những người đi đường cũng đã nhận ra sự nguy hiểm. Họ hô hoáng lên và cùng nhau chạy núp ở hai bên vỉa đường. Dân chúng hai bên đường phố đều đã trông thấy con voi Nalagiri. Con voi đưa vòi lên cao, đuôi và hai tay thẳng đứng, nó nhằm phía Phật và các vị khất sĩ mà chạy tới. Thấy tình trạng nguy hiểm quá, A Nan Đà vội nắm tay Phật và đẩy người về phía vỉa đường. Nhưng Phật không theo A Nan Đà, người đứng yên tại chỗ. Một số các vị khất sĩ núp sau lưng Phật, một số khác chạy tứ tán tìm chỗ núp hai bên vỉa đường. Dân chúng hai bên đường phố la hoảng lên, mọi người nín thở. A Nan Đà vừa bước lên định đứng chận trước mặt Phật thì bỗng nghe Phật hú lên một tiếng lớn và dài. Tiếng hú vọng lên nghiêm trang và oai vệ. Đây là tiếng hú của con voi chúa trong rừng Lakakita ở Parilayaka. Phật đã an cư một mình trong khu rừng này, và trong thời gian ấy, người đã học được tiếng hú của con voi chúa thường đem bầy voi con đến uống nước bên bờ suối. Con voi Nalagiri đã xông tới chỉ còn cách Phật chừng 10 bước. Nghe tiếng hú vang dội, nó tự nhiên khựng lại. Lập tức nó quỵ hai chân trước xuống, rồi quỵ luôn hai chân sau. Vòi của nó hạ thấp xuống sát đất, hai tay nó cụp xuống, đuôi nó cũng vậy. Phật tiến tới, người đưa tay phải sờ lên đầu voi với tất cả thương mến. Người ra hiệu cho voi đứng dậy, rồi người nắm lấy vòi của voi, dẫn nó đi trở về nơi xuất phát của nó. Con voi ngoan ngoãn đi theo người. Tiếng hoan hô của dân chúng hai bên đường nổi lên vang dậy. Thầy A Nan Đà mỉm cười. Thầy nhớ lại Phật hồi còn trẻ tuổi, không một môn thể thao nào mà Tất Đạt Đa không giỏi, từ bắn cung, cử tạ, đánh kiếm cho đến đua ngựa, cưỡi voi. Phật đã đối xử với voi Nalagiri như đối xử với một con người hay một con vật đã từng quen thuộc lắm với người. Đoàn khất sĩ và hàng trăm dân chúng đi theo Phật và con voi. Khi vào tới chuồng voi, người nhìn vị quản voi với đôi mắt nghiêm nghị, rồi với giọng từ bi, người bảo: Ai ra lệnh cho thả voi này ra, Như Lai không cần biết. Nhưng quý vị nên biết rằng, thả voi Nalagiri ra giữa đường phố là một điều hết sức nguy hiểm. Voi này một khi được thả ra, có thể làm cho hàng chục hay hàng trăm người mất mạng. Từ nay về sau, quý vị không được làm như vậy nữa. Vị quản tượng và viên giám đốc chuồng voi lạy xuống để chịu tội. Phật đỡ họ lên và cùng các vị khất sĩ rời khỏi chuồng voi. Người tiếp tục cuộc khất thực đang bị bỏ dở nửa chừng. Đã đến ngày làm lễ trà tỳ thượng hoàng, Phật tự thân hành tới dự lễ và bảo tất cả các vị khất sĩ trong giáo đoàn cùng đi lễ. Lễ trà tỳ được tổ chức rất long trọng. Quần chúng tiếc thương vị vua đạo đức của họ đã đến tham dự rất đông đảo, vòng trong vòng ngoài chật ních. Riêng các vị khất sĩ trong xứ có mặt hôm đó cũng đã trên 4.000 người. Trên đường dự lễ về, Phật ghé lại vườn xoài của y sĩ Kỳ Bà, nghỉ một đêm trước khi lên núi. Y sĩ cho Phật biết là cả tháng nay, Thái hậu Di Đề Hy bị cấm không được vào thăm Thượng Hoàng. Thượng Hoàng đã lìa đời trong nhà giam, bên cạnh không có một người thân thích. Người đã xoay đầu về núi Linh Thú để thở hơi thở cuối cùng. Một hôm, y sĩ Kỳ Bà lên núi Thú và tiến dẫn lên Phật một người của hoàng gia muốn được đi xuất gia. Đó là hoàng đệ Abhayaraja Kumara, con của vua Tần Bà Sa La và của thứ hậu Padumavati. Thái tử bạch với Phật là sau cái chết của thượng hoàng Tần Bà Sa La, Thái tử không còn tha thiết gì nữa đến nếp sống phù hoa danh lợi,
đã từng được nghe Phật thuyết pháp nhiều lần, thái tử rất hâm mộ đạo lý giải thoát và ước mong được sống nếp sống thảnh thơi và vô ưu của người khất sĩ. Phật chấp nhận lời thỉnh cầu của thái tử Abhayaraja và cho thái tử